Côn lâm thụ trần trừ hỏi, trưởng môn nói vậy thật sao? Nghiêu hiểu đạo gật đầu, người thấy đấy, người đứng đầu tứ hải đều là huynh đệ kết bái của ta. Ta không phải kẻ vô dụng, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít, ta phí công lừa ngươi làm gì? Ta lặp lại một lần nữa, vũ văn trưởng môn nói, lần lịch lãm này ngươi đi theo ta. Nếu ta nói dối, sau khi rời thánh cảnh sẽ trả tự do cho ngươi. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, các phái có nhiều nhân chứng như vậy, ta không quyền nợ được đâu, có một số việc, phiêu miểu các sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa các phái. Sau này thiên hỏa giáo muốn tìm hắn tính sổ cũng phải xem thiên hỏa giáo có bản lãnh đó không đã. Hắn hôm nay không còn là người mà thiên hỏa giáo muốn thu thập là thu thập. Côn lâm thụ do dự một chút, cuối cùng dịch bước đi tới. Lư diệu trầm giọng hỏi, dừng lại, ngươi muốn phản bội sư môn sao? Lời này nói ra, chính lão cũng thấy vớ vẩn. Côn lâm thụ chỉ trầm mặc đi tới, không để ý tới lão. Lư diệu nổi giận động thân, thân hình như hữu đạo lóe lên, ngăn giữa đối phương và côn lâm thụ. Cút, lư diệu chỉ vào mũi như hữu đạo gầm lên, tần quan và kha định kiệt lập tức tiến tới bảo hộ hai bên như hữu đạo, cùng hai người của thiên hỏa giáo rằng co. Dưới mí mắt phiêu miểu các, lư diệu cũng không dám vọng động, quay đầu hô lên, thái thúc sơn thành, lần này săn giết yêu hồ, mọi người cùng tôn ngươi làm thủ lĩnh. Mọi người đã nói lấy môn phái làm tổ, bây giờ có người không tuân theo quy củ, ngươi là thủ lĩnh chẳng lẽ không lên tiếng sao? Thái Thúc Sơn Thành hơi nhíu mày, nhìn Hoàng Ban thờ ở cách đó không xa, bèn phất tay một cái, có mấy người đi tới, y liền lên tiếng khiển trách quát mắng, như Hữu Đạo, người muốn làm gì? Người tới không nhiều, chủ yếu là như Hữu Đạo đã ra mặt khiến cho vài người lo lắng, muốn giữ thế trung lập. Nghiêu Hữu Đạo hừ hừ trong cổ, quay sang nhìn đám người tứ hải, có người ỉ vào quân số đông hơn uy hiếp ta, các người thấy thế nào? Phù hoa liếc trái phải một cái, bản thân nàng, cùng đồng lãng kinh không, đoạn vô thường, hồng cái thiên dẫn một đám người tứ hải cùng đứng bên cạnh nghiêu hữu đạo làm vậy là không nể mặt nhau rồi thái thúc sơn thành sa sầm mặt cảnh cáo tứ hải các ngươi muốn đối địch với bảy nước sao ở đâu ra bảy nước nước yến ta có đồng ý sao nghiêu hữu đạo khinh thường hỏi muốn dọa người à được ta cảnh cáo trước có bản lĩnh thì giết ta luôn đi không đánh chết ta chỉ cần ta đi ra các nước xung quanh nước yến có ai dám làm khó người của tứ hải lão tử lập tức phát binh tiến đánh nói được thì làm được thẩm nhất độ, người vẫn muốn đứng một bên xem náo nhiệt hả? Hắn lạnh mắt liếc xéo sang trưởng lão hiểu nguyệt các thẩm nhất độ vẫn muốn giữ trung lập. Ai nha, thẩm nhất độ thực khó nghĩ, không muốn vừa tiến vào đã đắc tội với một đám người. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo đã chỉ đích danh mình, lúc trước Ngọc Thương cũng có dặn mình phải phối hợp với Nhiêu Hữu Đạo, cộng thêm một vài nguyên nhân, chẳng có cách nào khác, y cũng chỉ có thể phất tay dẫn người của ba phái lớn nước tần tới bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo. Thái Thúc Sơn Thành quay sang nhìn quanh một chút, phát hiện chỉ có nước tề và nước vệ nghe theo mình thủ lĩnh. Bên này y có người của 9 môn phái, bên kia nghiêu hữu đạo cũng có 8 môn phái, coi như ngang cơ. Sắc mặt Thái Thúc Sơn Thành bắt đầu khó coi hơn, trước đó còn rất tốt, lời y nói ra, dù mọi người không phục trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn coi như làm bộ làm dáng. Kết quả, nghiêu hữu đạo này vừa đến, thủ lĩnh y liền vô dụng, tàn phế. Linh Kiếm Tông và Tiêu Giao Cung duy trì trung lập không phải vì nể mặt nghiêu hữu đạo, mà là tình huống thế này dù sao cũng là người nước Yến, cũng nên thể hiện nội chiến ra cho người ta xem. Họ cũng hơi do dự, các môn phái nước Hàn và nước Tống cũng giữ thế trung lập. Đúng là họ có kiên kỵ nghiêu hữu đạo, người ta có binh cường mã tráng, trước đó còn suýt nữa xuất binh tới nước Tống khiến cho nước Tống phải thỏa hiệp nhượng bộ. Mà tấm gương nước triệu bị bốc lên chiến sự sau khi rời bí cảnh còn sờ sờ trước đó. Như nghiêu hữu đạo đã nói, nếu không nắm chắc có thể giết chết hắn ở đây, thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ bằng không, chờ khi hắn ra ngoài, nước mình sẽ rước phải phiền toái lớn. chương 1462, Phản kích của Thái Thúc Sơn Thành một Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn thế lực ủng hộ Ngưu Hữu Đạo hai bên mình có thể nói là mừng rỡ, cảm thấy tử kim động thật mát mặt. May mà Ngưu trưởng lão đến, đổi là trưởng lão khác, sợ là không có được uy phong này. Thái Thúc Sơn Hành xa sầm mặt, chỉ đám người đứng bên phía Ngưu Hữu Đạo, một đám tiểu nhân lật lọng. Trước đó còn đề cử ta làm thủ lĩnh, đồng ý rồi nói không giữ lời phải không? Nghiêu hiểu đạo mắng giả, thủ lĩnh cái cướp chó. Có được ta đồng ý không? Ta không đồng ý, người tính là thủ lĩnh gì? Lão tử nói ai là thủ lĩnh thì người đó là thủ lĩnh. Lời này khó tránh khỏi hơi phách lối, ngay cả bọn người phù hoa cũng cười thầm. Tần quan và Kha Định Kiệt lại không cảm thấy như vậy. Nhân vật gặp, lại gặp chúng kẻ càn rỡ như thế từ từ kim độc, nhưng càn rỡ như vậy lại càng khiến hai người hưng phấn, cũng vinh yên, thân là đệ tử tử kim độc cực kỳ có mặt mũi. Trước đó, Thái Thúc Sơn Thành còn muốn chèn ép bọn họ, kết quả, như trưởng lão ra mặt, liền phế luôn thủ lĩnh Thái Thúc Sơn Thành kia đi. Bọn người triều kính vẫn giữ trung lập thầm thổn thức, cảm giác thế này thực quá không nể mặt Thái Thúc Sơn Thành rồi, nhưng tình hình trước mắt cũng đã nói lên một sự thật nhất định, như hữu đạo vừa ra mặt, một đống người liền ra mặt đứng ở phe đối lập, thủ lĩnh mới ra lò như y còn có thể xem như là thủ lĩnh sao. Thái Thúc Sơn Thành sao có thể nuốt được hơi này, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không muốn tự rước lấy nhục, liền diễu cợt hỏi, ngươi nói mới tính à? Vậy ta muốn xem xem ngươi có thể để cho ai làm thủ lĩnh? Y cũng có khả năng quyết định, nhiều hiểu đạo có đẩy ai ra y cũng có thể phản đối. Y muốn lấy lời của người trả lại cho người, chứng minh sức ảnh hưởng của mình, tìm về mặt mũi. Nhưng nhiều hiểu đạo đánh xong liền đi, căn bản không tiếp nhận gốc dạ này, người nào thích làm thì làm đi, các người cứ thong thả mà chơi. Thái Thúc Sơn thành nhịn tuân giận, cố gắng không khiến mình thất thố, như hữu đạo, người tới quấy rối hả? À? Người nghe cho kỹ, lần này săn giết yêu hổ, việc quan hệ tới thành tích lịch luyện của mọi người, là lúc đồng khí liên chi, người chạy tới phân tách mọi người là có mục đích gì? Như hữu đạo đáp, ta không có tư tâm gì hết, mà là người của khí vân tông khinh người quá đáng. Nếu người thực sự có lòng, được, ta và người đều không cần làm vị trí thủ lĩnh này nữa, chọn người khác đi. Ta đề nghị chọn trưởng lão môn phái trung lập làm thủ lĩnh, không biết ý chư vị thế nào khí vân tông cũng không được ưa, đã có người bất mãn với khí vân tông cường thế rồi, chỉ là tình thế ép buộc bây giờ xuất hiện người cứng rắn cố chấp không sợ đắc tội với thái thúc Sơn Thành, đương nhiên mọi người đều động lòng. Lúc này, có người tìm lý do nói cái gì xét thấy mâu thuẫn của hai người, để có thể đoàn kết mọi người, hoàn thành lần lịch luyện này, nên tán thành đề cử trưởng lão môn phái trung lập làm thủ lĩnh. Đề nghị này của Ngưu Hữu Đạo gần như được đồng ý áp đảo. Thái Thúc Sơn Thành vừa sợ vừa giận, ý thức được có gì không đúng, hơi liếc nhìn sang trưởng lão vạn thú môn triều kính. Môn phái trung lập chỉ có ba nhà vạn thú môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông. Bên này, y đã được thiệu bình ba nhắc nhở có thể nghiêu hữu đạo cùng triều kính sẽ cấu kết, liền ẩn ẩn đoán ra được ý đồ của hắn. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là phán đoán của thiệu bình ba, không có bất kỳ chứng cứ nào. Cần biết vạn thú môn không phải dễ trêu khi nước Tống và nước Yến diễn ra đại chiến đã xảy ra quái sự, dù đương sự đều phủ nhận nhưng ai cũng biết là vạn thú môn Red Eye vạn thú môn đã chứng minh được chiến lược của mình, khí vân tông mạo muội trêu chọc vào cũng không phải chuyện tốt. Được tất cả mọi người tán thành, một mình khí vân tông phản đối cũng vô dụng, Thái Thúc Sơn Thành quyết định chờ xem kết quả thế nào rồi tính tiếp. Mọi người đều nhất trí, ba môn phái trung lập không có quyền bỏ phiếu. Mọi người công khai bỏ phiếu, kết quả cuối cùng, chiều kính của vạn thú môn thu được nhiều ủng hộ nhất, trở thành thủ lĩnh chuyến lịch luyện này của các phái. Kết quả này đã sớm có trong dự liệu của Ngưu Hữu Đạo, khẳng định ba phái lớn nước Tống sẽ muốn giúp vạn thú môn của nước mình. Hắn lại lôi kéo nước Yến, nước Tần và người của Tứ Hải bỏ phiếu cho triều kính. Khả năng Linh Tông và Thiên Hành Tông thắng được vạn thú môn chỉ còn rất nhỏ. Kết quả vừa ra, Thái Thúc Sơn thành giật nảy cả mình, lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả, có thể nói là vừa giận vừa sợ. Y phát hiện, quả nhiên không thể khinh thường như hữu đạo này, hắn vừa ra mặt đã nắm chắc được thế cục trong tay. Như hữu đạo cười nói, tốt rồi, kết quả đã rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Triều Kính Triều trưởng lão của Vạn Thú môn sẽ là thủ lĩnh đội săn giết yêu hồ chúng ta. Triều Kính cười khổ, chắp tay cảm ơn mọi người đã cất nhắc, trước đây chưa bao giờ y nghĩ tới chuyện mình có thể trở thành thủ lĩnh của đám người này. Đương nhiên, y cũng hiểu rõ là Nưu Hữu đạo đã phát động lực lượng ủng hộ mình thượng vị. Vì sao hắn lại giúp y? Đương nhiên y hiểu, người ta dìu dắt y là muốn y hồi báo. Ai ngờ Thái Thúc Sơn thành lên tiếng, Triều Kính làm thủ lĩnh, ta phản đối. Mọi người đều nhíu mày xong xuôi hết rồi ra hỏa này lại muốn lật lọng. Ngưu Hữu Đạo hỏi, Thái Thúc lão nhi, vì sao lại lật lọng? Kết quả bất lợi cho Khí Vân Tông, Thái Thúc Sơn Thành cũng không lo được nhiều, không thể để cho mình và đệ tử Khí Vân Tông rơi vào hiểm cảnh, bèn nói rõ, đừng tưởng ta không biết, Triều Kinh và ngươi đã mặc chung cái quần từ lâu rồi. Y đã bị ngươi khống chế, ngươi đẩy Triều Kính thượng vị là vì mục đích gì ngươi tự hiểu, làm sao ta có thể bị ngươi lừa? Mọi người lặng thinh, ai cũng nghi hoặc, cũng có vài phần sợ hãi không thể coi thường thực lực của vạn thú môn, chư quốc không ai không nể mặt, thái thúc Sơn Thành lại dám nhảy ra chỉ trích công khai trước mặt mọi người. Cần nhớ, có vài lời không thể nói lung tung, như hữu đạo cười cười, lúc trước Hoàng Liệt đã nói với hắn, trước kia khi Thiệu Bình Ba bị cầm tù, trước khi trốn tới Bắc Châu có từng nhắc tới núi Đại Thiện, y nghi ngờ hắn có cấu kết với Triều Thắng. Lúc này, hắn đã xác nhận được, có một số việc quả nhiên không thể giấu được Thiệu Bình Ba. Y không chỉ nghi ngờ hắn có cấu kết với Triều Thắng, xem ra đã nghi ngờ đến tận triều kính rồi, xem ra y cũng đã nói với khí vân tông, hắn không nhắc triều kính về việc này cũng vì không quá quan tâm đến sự sống chết của triều kính. hắn còn hy vọng thiệu bình ba có thể nhảy ra giao phong với triều kính, cho cắn chó, mình xem náo nhiệt cũng vui, ai thua hắn cũng không quan tâm. triều kính thua sẽ không ai của vạn thú môn gánh nổi triều kính, nhất định y sẽ chết rất thảm. xét về mặt nào đó, hắn không cho rằng triều kính có thể làm đối thủ của thiệu bình ba thiệu bình ba không ra tay thì thôi một khi nhắc lên nhất định sẽ đánh cho triều kính không còn sức hoàn thủ ai ngờ thiệu bình ba vẫn bình thản không có động tính gì xem ra không phải là y không quên mà là ẩn nhẫn không phát trong một chớp mắt hắn liên tưởng đến rất nhiều điều thiệu bình ba quá bình tĩnh bình tĩnh quá lâu chỉ ẩn nấp không có tí động tĩnh nào cũng coi như vô tình hắn ẩn ẩn ý thức được thiệu bình ba căn bản không phải người có thể ngoan ngoãn thần phục người khác y an tĩnh như vậy nhất định là đang dự mưu một đại sự gì đó. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có chuyện gì sắp xảy ra. Trong lòng hắn dâng lên cảnh giác không rõ nguyên nhân, dừng suy nghĩ, như hữu đạo chế nhạo, triều trưởng lão, thái thúc trưởng lão nói người bị ta khống chế, người thấy thế nào. Triều kính đã hơi hồi hộp sẵn, thẹn quá hóa giận, chỉ vào mặt thái thúc sơn thành giận dữ mắng ầm lên, thái thúc lão tặc, đừng có ăn nói bừa bãi. Trường 1463, phản kích của Thái Thúc Sơn Thành hai. Thái Thúc Sơn Thành đáp trả, ta có ăn nói bừa bãi không vậy phải hỏi các ngươi, con phi cầm to tướng kia của Ngưu Hữu Đạo là từ đâu mà có. Yến Tống đánh nhau, nước Tống mời vạn thú môn ra mặt trợ trận, mắt thấy thế như trẻ tre, sao quân Yến lại có thể thắng được kỳ binh của quân Tống, khiến cho quân Tống đại bại. Còn có thằng cháu trai triệu thắng hoài của ngươi nữa, vì sao vừa vặn là người làm chứng nhìn thấy sứ thần nước Tống bị giết, ép nước Tống phát binh, giải quyết mối nguy của Ngưu Hữu Đạo ở Nam Châu từng chuyện từng chuyện một cái nào cũng có lợi cho nghiêu hữu đạo, trong lòng các ngươi có quỷ gì các ngươi tự hiểu. Y nhắc tới một loạt chuyện này khiến cho các phái đều hãi hùng khiếp phía, bao gồm cả hai đệ tử vạn thú môn. Nhất là tên đệ tử từ hỏa của triều kính, Y đã được triều kính âm thầm nhắc nhở phối hợp với nghiêu hữu đạo, đã sớm biết sư phụ có cấu kết với hắn, giờ mới biết đằng sau còn có nhiều đại sự mà mình không biết. Trong lòng Y đã tin lời Thái Thúc Sơn Thành nói là thật. Hậu quả này khiến cho y tê dại cả ra đầu. Một khi sư phụ sụp đổ, y có được kết cục tốt ở vạn thú môn mới là lạ. Trong môn phái, quan hệ sư đồ vẫn luôn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chiều kính trợn chừng hai mắt, nghiêm nghị giận dữ mắng, lão tặc, dám ngưu hại lão phu. Bằng chứng đâu, lấy ra, nếu ngươi không đưa ra được chứng cứ mà cứ ở đây vu hãm, vạn thú môn ta và khí vân tông ngươi không đội trời chung. Y quay sang hỏi Ngưu Hữu Đạo, Ngưu trưởng lão, ngươi có khống chế ta sao? Sắc lệ nội liếm, lúc này y đang cực kỳ sợ hãi. Chứng cứ, y có một chứng cứ không được tiêu hủy, đó chính là đứa cháu trai triệu thắng hoài của y. Việc hôm nay nếu đến tai vạn thú môn, nhất định vạn thú môn sẽ nghiêm khắc tra xét, sẽ khống chế triệu thắng hoài ngay. Y cũng không dám chắc chắn rằng vạn thú môn không cậy nổi miệng triệu thắng hoài, hơi hối hận sao mình không giết luôn đứa cháu trai diệt khẩu đi. Dù sao huyết thống tình thân vẫn còn đó, không phải lúc vạn bất đắc dĩ. Y hối hận tay mình quá mềm, thấy u tai, phù hoa nghiêng đầu nói với đoạn vô thường đấu tranh vì vị trí thủ lĩnh khá kịch liệt đó thái thúc sơn thành phản kích có vẻ hơi cực đoan dồn chiều kính vào chỗ chết đến mức đó rồi sao đoạn vô thường khẽ lắc đầu chỉ sợ là không có lửa làm sao có khói cũng chưa biết chân tướng sự tình thế nào tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đều kinh hãi thực sự việc này không thể coi thường hoàng ban đứng trên cao vẫn giữ thái độ thờ ơ không nhúng tay vào nội chiến giữa các phái ý đồ của mấy vị thánh tôn đã lộ ra manh mối bất mãn với phiêu miếu các, có ý đồ mượn ngoại lực chỉnh đốn phiêu miếu các, như một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu mọi người, chỉ bất cần một chút, chỉ sợ trong phiêu miếu các sẽ là gió tanh mưa máu. Bởi vậy, xét một mặt nào đó, các phái không đồng lòng mới có lợi cho phiêu miếu các. Thờ ơ lạnh nhạt, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Hoàng ban hừ lạnh, khá có ý tứ, không biết phiêu miếu các có nắm được chân tướng chuyện này không? Khi vừa được điều đến phiêu miếu các làm việc, không có quyền xem một số hồ sơ bí mật ở đây. Như hữu đạo thở dài, lão tặc này thẹn quá hóa giận, cắn loạn như chó điên, ta nói không có, y có thể nhả ra sao. Nói đi cũng phải nói lại, nếu khống chế được thật, ta cũng muốn khống chế triều trưởng lão. Đại khái hắn cũng hiểu được ý đồ của đối phương, dù không có chứng cứ cũng muốn nhảy ra cắn, muốn quấy nhiều ý đồ bố cục của hắn, không cho hắn khống chế cục diện, đoán chừng đối phương đã đạt được. Thái Thúc Sơn thành cười lạnh nói, ta thẹn quá hóa giận sao. Như hữu đạo, vì sao ngươi luôn cố gắng cho triều kính làm thủ lĩnh săn giết yêu hồ đối phó với loại nhiệt xúc này ngươi không cảm thấy để vạn thú môn chủ trì thích hợp hơn sao những phi cầm trong tay ngươi là lấy đâu ra nghiêu hữu đạo khoanh tay đáp theo như ngươi nói thì vạn thú môn là kẻ ngu mất nhiều phi cầm vậy mà không biết sao đây cũng là điều khiến người ta hoang mang thái thúc sơn thành không biết nói thế nào nhưng vẫn cố trả lời các ngươi dở trò gì thì phải hỏi các ngươi ấy triều kính gầm lên thái thúc cầu tặc lấy chứng cứ ra, không có chứng cứ, hôm nay ta không để yên cho ngươi. Tất cả đều chỉ là suy đoán của Thiệu Bình Ba, Thái Thúc Sơn Thành làm gì có chứng cứ gì. Chuyện đến nước này, y chỉ cần tiếp tục lập lờ là được, đây chính là chuyện nhà của vạn thú môn các ngươi, manh mối ta đã đưa, muốn chứng minh thì tự tra đi. Lão tặc, khinh người quá đáng, chiều kính giận tím mặt, rút kiếm choang một cái muốn động thủ. Thái Thúc Sơn Thành đâu có sợ, nhấc hai tay lên đối chọi gay gắt, ngươi thử xem. Các ngươi muốn làm gì? thấy sắp động thủ, hoàng ban quát lên một tiếng, lắc mình một cái rơi vào giữa đám người, người của phiêu miếu các cũng đi theo. Nhìn nhìn hai người như hai con gà trọi đứng hai bên, hoàng ban lạnh lùng nói, đưa các ngươi tới đây là để cho các ngươi rèn luyện, để các ngươi săn giết yêu hồ, chứ không phải để các ngươi đến quyết đấu. Lăng nhằng ở đây làm gì? Chuẩn bị xong thì xuất phát ngay cho ta, còn dám lỗ mãng, nghiêm trị. Phiêu miếu các tham gia, hai người suýt chút nữa đánh nhau lập tức thành thực dừng tay. Có điều Thái Thúc Sơn Thành vẫn chỉ vào mặt chiều kính cứng rắn nói. Trong các phái ở đây, có ai dám chắc chắn, ai không sợ bị y hợp tác với nhiều hữu đạo hãm hại thì cứ việc nhận y làm thủ lĩnh, nói chung là ta không chấp nhận. Liên tiếp hai lần đề cử thủ lĩnh đều trở thành trò đùa. Nhiều hữu đạo phế bỏ chức vị thủ lĩnh của Thái Thúc Sơn Thành, Thái Thúc Sơn Thành phế bỏ người do nhiều hữu đạo đẩy ra. Cuối cùng, tu sĩ nước vệ và tu sĩ nước tề hợp nhóm với Thái Thúc Sơn Thành cùng bỏ đi. Thái Thúc Sơn thành vốn để nước tấn mình tự hành động, nhưng đã thấy bên Ngưu Hữu đạo thế lớn, lại có vết xe đổ của Thái Thúc Sơn nhạt tại bí cảnh Thiên đô, ông ta lo bị chúng độc thủ của Ngưu Hữu đạo nên kéo theo hai nước cùng đi, bảo đảm cùng chung hoạn nạn. Hai nước kia vốn không quá tình nguyện, thế nhưng quốc gia của họ nằm cạnh hai bên nước tấn, thường xuyên phải đối mặt với sự uy hiếp của nước tấn, lại không phải tranh đoạt lợi ích như trong bí cảnh Thiên đô, vì vậy họ không tiện đắc tội với nước tấn, chỉ đành đi cùng. Thái Thúc Sơn Thành nói có chứng có cứ quả thực có ảnh hưởng nhất định đối với các phái khác. Lo lắng bị lừa, tiêu giao cung, Linh Kiếm Sơn kết bạn cùng hai nước tống, hàn rời đi. Lúc chạy đi, họ còn miến cưỡng kiếm cái cớ, vì dù sao cuối cùng cũng phải cộng thành tích các phái lại, có đi cùng hay không cũng chẳng sao, mọi người tự mình nỗ lực. Lăng tiêu các không đi cùng nước tống mà ở lại, toàn thái phong mạnh mẽ tự quyết, muốn đi cùng như hữu đạo. Toàn thái phong vốn không muốn công khai chọn phe, nhưng ai ngờ được cả đại đội lại nháo cả lên khiến y không thể không chọn phe y cho rằng mình biết chút tin tức nên coi trọng nghiêu hữu đạo vì vậy chọn bên nghiêu hữu đạo trừ nhóm nghiêu hữu đạo chiều kính dẫn người của vạn thú môn thành người cô đơn đứng trên vách núi sắc mặt chiều kính âm trầm khó đoán nhìn theo hai nhóm người lần lượt rời đi nghiêu hữu đạo thở dài trong lòng vốn hắn định dùng lá bài bí mật chiều kính này để chi phối cả đội rèn luyện sau đó mình ngầm khống chế cục diện Ai ngờ được lại bị Thái Thúc Sơn Thành làm hỏng chuyện. Bây giờ hắn chỉ đành tính kế khác, Hoàng Quản sự đang nhìn chằm chằm đằng sau, tiếp tục làm vậy nữa là không thích hợp. Sau này họ lại chụp cho cái mũ cái dài chuyến rèn luyện thì chúng ta không chịu nổi, đi thôi. Phù Hoa nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo hỏi, phiêu miếu các có những ai tham dự săn giết yêu hồ. Phù Hoa, ai mà biết được, nhiều người như vậy mà chưa từng gặp, bình thường cũng chẳng có ai dám tìm hiểu tình huống nội bộ phiêu miếu các chương 1464, ta tin nhân quả báo ứng. Nghiêu hữu đạo, người ta đi về phía nào? Bên kia, phù hoa chỉ một hướng, lại hỏi, người muốn làm gì? Không có gì, nghiêu hữu đạo không nói chi tiết, gọi triều trưởng lão. Triều kính đứng trên vách núi quay lại nhìn, hỏi chuyện gì? Nghiêu hữu đạo, cùng đi với chúng ta chứ? Triều kính nói, nếu ta mà đi cùng ngươi, chẳng phải ta sẽ càng chứng tỏ lời lẽ của lão tặc thái thúc là đúng. Ông ta đương nhiên muốn đi cùng nghiêu hữu đạo, nhưng bị Thái Thúc Sơn thành náo loạn như bây giờ, quả thực ông ta có phần e ngại như lời Thái Thúc Sơn thành nói. Mà ông ta muốn đi một mình lại sợ gặp phải nguy hiểm sẽ không có cứu viện. Ông ta không quen thuộc tình huống nơi này, một khi tiến vùng đất hoang chết chóc sẽ thoát ly khỏi tầm quản lý của phiêu miếu các, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Làm sao bây giờ? Ông ta rất do so dự, mà hai đệ tử vạn thú môn hộ tống cũng rất kinh hoàng. Nghiêu Hữu đạo cười ha ha nói, Thái Thúc Sơn thành giáp tâm gì, mọi người đều biết chỉ vì ta làm hỏng chuyện tốt của lão nên lão cố ý trả đũa thôi thân đứng thẳng không sợ bóng nghiên không cần tránh né hiểm nghi nếu ông thực sự làm như vậy mới là dính cái bẫy của thái thúc sơn thành mặc kệ chuyện ra sao trước tiên chúng ta phải qua được cửa ải rèn luyện này rồi mới nói được chuyện còn lại thời gian có thể chứng tỏ tất cả không cần quá mức lo lắng chiều kính hơi trầm mặc một lát rồi sảng khoái đáp như trưởng lão nói có lý được ta đi cùng nhóm các vị Nghiêu hữu đạo xoay người đi về phía Hoàng Ban, chắp tay nói. Hoàng quản sự, họ đều được phát vũ khí, hai tay ta lại chống không. Trước lần rèn luyện này, bên Sơn Trang Thủ Khuyết đều phát vũ khí cá nhân. Vì không cho các phái mang vũ khí vào thánh cảnh nên muốn vũ khí gì thì phiêu miếu các đều có thể thỏa mãn, chút việc ấy không làm khó được phiêu miếu các. Hoàng Ban nhìn chung quanh một chút, chỉ một người của phiêu miếu các. Hắn dùng kiếm, đưa kiếm của người cho hắn. Vâng, người kia đáp lời, cởi bội kiếm bên hông xuống, ném cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo tiếp kiếm, chắp tay cảm ơn, không ngại người của Phiêu Miếu Các. Hắn rút kiếm kiểm tra, xác nhận không thành vấn đề rồi xoay người đi. Tới bên vách núi, Ngưu Hữu Đạo chọn một hướng bay đi trước. Trong mắt phù hoa lóe lên vẻ ngờ vực, lại phát hiện Ngưu Hữu Đạo nhắm đại khái phương hướng nhân viên Phiêu Miếu Các đã đi. Nhóm người từ trên núi bay đi, đáp xuống một bờ cỏ bên đầm lầy. Trầm nhất độ nhìn bốn phía, thở dài nói. Nếu đã vâng lời săn yêu họ, làm sao lại không phân cho các phái nhiều người hơn? Cho chút người như vậy đi săn là làm sao? Ngưu Hữu Đạo cười nói, ngươi quên lời đinh vệ rồi sao? Các thánh tôn rõ ràng là bất mãn với phiêu miếu các. Lần tỉ thí này rõ ràng là nhắm vào phiêu miếu các, chỉ có chúng ta xui xẻo mà thôi. Nếu thật sự để một đám đông người đi vào, vậy chẳng phải sẽ ép phiêu miếu các chó cùng rứt dậu sao? Việc gì cũng phải tuần tự như tiến, làm loạn lên khiến người dưới không nghe lời thì việc vui lớn rồi lòng người khác nhau không biết sẽ xuất hiện sự việc không thể khống chế gì lời nói của hắn rất lớn mật khiến mọi người hãi hùng khiếp vía trầm nhất độ vội ho một tiếng lão đệ biết rõ trong lòng là được không cần nói trắng ra cẩn thận tự dước phiền toái nghiêu hữu đạo cười cười không nói hắn đưa tay ra lấy một quyển sổ tay do phiêu miếu các phát tra xét bản đồ địa hình của khu vực hoang cổ tử địa so sánh vị trí trước mắt Phù Hoa tới cạnh hỏi, ngươi muốn đi theo hướng của nhân viên phiêu miếu các, như hữu đạo đang xem bản đồ đáp ư một cái. Phù Hoa nhíu mày nói, yêu hồ ở hướng này đã bị người của phiêu miếu các càn quét một lần, dù không bị giết sạch thì cũng bị dọa chạy mất. Chúng ta đi theo sau mông bọn họ thì có thể có thành tích tốt gì chứ? Nói có lý, như hữu đạo ngẩng đầu lên đáp, nếu không thì các vị chọn một nơi khác đi. Ta dẫn hai đệ tử bản phái đi bên này, sau đó chúng ta sẽ gặp mặt tại địa điểm đã hẹn mọi người đều sửng sốt toàn thái phong cười ha ha nói lão đệ nói gì vậy đã nói là cùng đi thì cùng đi ta đi với lão đệ không cái thiên là người đầu tiên phụ hỏa đúng đúng phù hoa đi cùng đi những người khác cũng lục tục phụ hỏa theo đều chứng minh mình tin tưởng nghiêu hữu đạo phù một cái đã thống nhất xong ý kiến nghiêu hữu đạo nghe mà trợn tròn mắt tin tưởng cái rắm còn chẳng phải là do họ đều cho rằng hắn biết tin tức gì đó hay sao việc này thật sự không thể giải thích rõ Người nào người nấy đều nguyện tin tưởng chuyện bóng gió, còn hắn nói thật lại chẳng có ai tin. Hắn cũng lười giải thích, tiếp tục xem bản đồ. Tần Quan và Kha Định Kiệt có cảm giác, cùng liếc nhìn nhau, thầm chật chật thán phục. Không biết nhiều trưởng lão lấy từ đâu ra mị lực lớn như vậy, không cần nhiều lời đã có nhiều người tình nguyện đi theo như thế. Hai người họ cho rằng các trưởng lão khác trong môn phái chắc chắn không được. Cũng phải nói, nếu cả đám người này vâng lời như trưởng lão, họ cũng yên tâm hơn nhiều, ít ra còn tốt hơn thời điểm không có dựa trước kia nhiều lắm. Mọi người đợi một hồi, không biết Nhiêu Hữu Đạo đang suy nghĩ món gì. Trầm Nhất Độ lại gần hỏi, như trưởng lão, chúng ta đều tin tưởng năng lực của ngươi. Tiếp theo nên làm thế nào, ngươi nói một câu đi. Năng lực của ta, Nhiêu Hữu Đạo lẩm bẩm, còn có thể nói gì, bây giờ hắn đang có nỗi khổ khó nói được. Người khác không hiểu, nhưng hắn thấy rõ, lần rèn luyện này hắn bị La Phương phỉ hại thảm, khiến hắn trở nên quá mức nổi bật hắn dám cam đoan bây giờ hắn đã bị phiêu miếu các cao độ chú ý chị e cửu thánh cũng đang để ý tới hắn việc này đối với hắn tuyệt đối không phải điều tốt đẹp chỉ sợ mọi việc hắn làm suốt từ trước tới nay đều được sắp xếp lại một lần lại bị lôi ra vần vỏ rồi xem xét kỹ một phen rất nhiều chuyện hắn đã làm không được đưa ra ánh sáng không thể chịu nổi một lần tra xét toàn diện một khi hắn bị thánh cảnh tập trung chú ý liên kết một mạch mọi chuyện trước nay chỉ cần hắn hơi có hành vi dị thường là có thể lộ ra sơ hở sẽ uy hiếp đến rất nhiều người cạnh hắn. Nếu xảy chuyện, e rằng người bên cạnh hắn đều gặp xui xẻo. Nguy hiểm, trên đường bị đưa đi thánh cảnh lần thứ hai, hắn đã cảm nhận được nguy cơ to lớn đang áp sát, hầu như không thể tránh khỏi, cũng không chống đỡ được. Trên đường tới, hắn luôn suy nghĩ xem nên làm gì. Trước khi đặt chân vào thánh cảnh lần thứ hai, hắn đã ra một quyết định lớn, có lẽ chỉ có như vậy mới thoát được một kiếp. Giống như vừa rồi hắn ngang nhiên hò hét rất hung hăng với Thái Thúc Sơn Thành, giống như ai làm thủ lĩnh phải do hắn nói. Hắn không định giấu mãi một số việc nữa, chuẩn bị buông tay chơi một lần. Ai, nỗi lòng ngổn ngang, như hữu đạo ngửa mặt lên trời thở dài. Nên làm gì sao, thuận theo tự nhiên thôi, tự các vị thương lượng xem nên phối hợp làm sao trong quá trình di chuyển đi. Chúng ta tự thương lượng, trầm nhất độ ngạc nhiên, như hữu đạo đáp, ta tin nhân quả báo ứng, hỷ kết thiện duyên, không thích chém giết tạo sát nghiệt ta dẫn đường còn săn giết thế nào do các vị tự thương lượng dứt lời hắn tiếp tục xem bản đồ mọi người nhìn nhau cuối cùng vẫn làm theo lời như hữu đạo trong lúc mọi người thương nghị triều kính tìm cơ hội tới gần như hữu đạo hỏi việc ngươi và ta qua lại luôn là điều bí ẩn làm sao thái thúc sơn thành lại liên tưởng đến việc ta cấu kết với ngươi ta nhắc ngươi nếu sự việc bị vạch trần vạn thú môn sẽ không bỏ qua ngươi khi nói lời này trong lời nói của ông ta ẩn chứa cơn giận, hiển nhiên đang hoài nghi Nghiêu Hữu Đạo tiết lộ tin tức. Nghiêu Hữu Đạo nghiêng đầu liếc, ngươi đang hoài nghi ta, chiều kính, vậy ngươi giải thích cho ta một câu, vì sao lão ta có thể liên tưởng đến chuyện giữa hai chúng ta. Nghiêu Hữu Đạo, trước đây ta không nghĩ ra, nhưng vừa nãy ta đã có phán đoán. Dường như ngươi đã bỏ sót một chỗ hở rất lớn, chương 1465, lần đầu gặp gỡ yêu hộp một. Chiều kính, chỗ hở gì, Nưu Hữu Đạo, bây giờ Thiệu Bình Ba đang ở nước Tấn. Triều Kính nghi ngờ không thôi, Thiệu Bình Ba, Nưu Hữu Đạo, ngươi đừng quên, lúc trước cháu của ngươi trêu chọc ta là một cái thòng lọng do chính Thiệu Bình Ba thiết kế. Kết quả, cháu của ngươi ra tay mà ta lại không sao. Từ ban đầu, cháu của ngươi và ta đã nằm ngay trong tầm chú ý của Thiệu Bình Ba. Sau khi chuyện xảy ra, những người khác khó liên tưởng được chuyện giữa ta và ngươi, nhưng khó tránh được sự hoài nghi của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba ở nước Tấn hiện tại thái thúc sơn thành lại chọc phá ra việc này ai dở trò sau lưng còn cần phải nghĩ hay sao chiều kính cao mày thầm chửi thứ chó má phàm phu tục tử còn dám gây sóng gió như hữu đạo người đừng coi khinh y ta cũng từng giao chiến với y quả thực không phải kẻ đơn giản ta liên tục bố trí cạm bẫy đẩy y vào tuyệt cảnh mà y vẫn chạy trốn được ta tự mình từ châu bắc truy sát đến tận tề kinh vậy mà vẫn để y sống được người đã bị y nhìn chằm chằm vào sau này phải cẩn thận một chút chiều kính, sau đó, bây giờ ta đã bị phiền phức quấn lấy rồi, như hữu đạo, không có bằng cứ cụ thể, người sợ cái gì. Mặt chiều kính thêm mấy phần dữ tợn, cháu trai ta như thế kia, nó đã bị người bắt được chứng tỏ nó chẳng phải khúc xương cứng. Một khi tin tức bị đồn ra, vạn thú môn sẽ khống chế nó nghiêm tra. Người cảm thấy nó có thể kín miệng không, như hữu đạo, mọi người đều đang bị vây trong thánh cảnh, không dễ để lộ tin tức. Dù phiêu miếu các biết điều gì, họ cũng sẽ không tùy tiện can thiệp ân oán tranh đấu giữa các môn phái trong giới tu hành, sẽ không tung tin ra hại ngươi. Sự tình không phiền phức như ngươi nghĩ, chiều kính đè lên giọng nói, sau khi rèn luyện kết thúc thì sao? Bao nhiêu người nghe thấy, còn giấu được hay sao? Nghiêu hữu đạo than thở, bây giờ ngươi mới nghĩ đến thằng cháu trai tai họa của ngươi sao? Nếu đã lo lắng thì nghĩ cách diệt khẩu đi, dù sao cũng chẳng phải là giết cháu hắn. Chiều kính, ngươi đừng nói lung tung, bây giờ diệt khẩu chỉ càng làm vạn thú môn thêm hoài nghi như hữu đạo hoài nghi thì hoài nghi đi ta không tin vạn thú môn có thể làm gì đối với một trưởng lão mà không có chứng cứ gì triều kính có phương hướng sẽ có thủ đoạn khả năng nào cũng có thể xuất hiện như hữu đạo trước có sói sau có hổ người nói làm sao bây giờ triều kính việc này một khi bị chọc ra cho dù không có chứng cứ mối nghi vẫn quá lớn sự việc liên lụy không nhỏ tông môn sẽ không tín nhiệm ta nữa không ai có thể nói đỡ giúp ta để chứng minh bản thân trong sạch, tông môn sẽ ép ta thả xuống tất cả quyền lực trong tay, không để ta liên quan đến bất cứ sự vụ nào trong sơn môn. Khả năng giam lỏng ta là rất lớn, như hữu đạo ừm một tiếng, triều trưởng lão ngồi vị trí cao ở vạn thú môn nhiều năm, tất nhiên biết vạn thú môn sẽ xử trí như thế nào. Ai, kết quả này cũng coi như không quá xấu, coi như được an tâm dưỡng lão đi, không cần làm gì cả, có ăn có uống, rất tốt. Cơ mặt chiều kính co giật, tại vị đắc tội bao nhiêu người, một khi ông ta mất quyền lực sẽ xuất hiện hậu quả gì. Bây giờ ông ta không có tâm trạng lý luận với Ngưu Hữu Đạo. Ít nhất, cả quãng đời còn lại sống trong giam lỏng là điều mà ông ta không thể chấp nhận. Triều Kính cắn răng nói, cũng không phải không có biện pháp hóa giải. Ngưu Hữu Đạo trừng mắt, nhếch mép chiêu tức, người muốn gia nhập phiêu miếu các. Triều Kính cả kinh, phát hiện kẻ trước mặt ông ta thực đáng sợ, lại có thể dễ dàng đoán trúng tâm tư của ông ta. Nếu đã bị nhìn thấu, ông ta cũng không cần quanh co lòng vòng đúng vậy trong lần rèn luyện này người phải nghĩ cách để chúng ta thắng được phiêu miễu các nghiêu hữu đạo than thở người đang nói đùa sao ta nghĩ biện pháp ngươi không phải không biết bất kể xét về kinh nghiệm đi săn hay độ quen thuộc với hoàn cảnh vùng hoang trạch tử điện này phiêu miễu các đều quen thuộc hơn chúng ta càng có ưu thế mà chúng ta không có ta có thể nghĩ biện pháp gì ngươi định làm khó ta sao triều kính bí cảnh thiên đô còn phức tạp hơn nơi này nhiều lần ngươi còn có thể chiếm hạng nhất thủ đoạn của ngươi cũng có thể có tác dụng ở nơi này. như Hữu Đạo, bí cảnh thiên đô so với thánh cảnh thì thế nào? Không cho đánh cướp, mà chúng ta cạnh tranh trực tiếp với phiêu miếu các, chỉ có thể thành thật tích lũy thành tích. Đúng rồi, vạn thú môn của ngươi có kinh nghiệm ứng phó với các loài thú, ngươi cứ việc lấy ra bản lĩnh giữ nhà của ngươi cướp hạng nhất chẳng phải là xong. Chiều kính, đừng mò mẫm, dùng đầu nghĩ lại xem. Nếu vạn thú môn thật sự có bản lãnh này, chẳng lẽ thánh cảnh không dùng? Ngươi cho rằng thánh cảnh vì muốn tiêu diệt yêu hồ mà lại chưa từng vận dụng vạn thú môn sao? Cách đây rất lâu, họ đã từng thử nghiệm, thủ đoạn của vạn thú môn không có bất cứ tác dụng nào đối với yêu hồ nơi này. Yêu hồ ở đây có tiềm năng dị thường, bẩm sinh đã có linh trí và yêu lực. Thủ đoạn ngựa thú bình thường vô dụng với chúng, mà chúng còn có thể thu giấu khí tức, muốn truy tìm cũng bất lực. Căn cứ theo một số ghi chép trong môn phái, năm xưa có tiền bối từng viết lại rằng vì muốn đối phó với yêu hồ này mà thánh cảnh không chỉ từng điều động vạn thú môn, họ còn tập trung các loại yêu tu tới, ép đám yêu hồ tới hoang trạch tử địa, sau đó thì bất lực. Có rất nhiều yêu tu có thể qua lại trong bùn đất đã chui vào đầm lầy này rồi bị giết chết. Từng có người nói, ngay cả một con dao long chui vào đầm lầy này cũng không thể bò ra được nữa. Nhiều hiểu đạo kinh ngạc, yêu hồ này lợi hại vậy sao? Không phải thực lực có hạn sao? Chiều kính, thực lực có hạn là sự thực, nhưng vấn đề nằm ở đầm lầy này bên dưới đầm lầy mọc ra một thứ chính là hủ thi đằng trên sổ tay đã phát cho chúng ta một khi sinh vật chui vào đầm lầy bị những thứ đó cuốn lấy nghìn vạn xúc tu trong bùn đất lập tức tràn vào rất khủng bố yêu hồ lại có thể dùng hủ thi đằng làm thức ăn chính là thiên địch của hủ thi đằng yêu hồ có thể qua lại bùn lầy như thường những sinh vật khác lại không thể đây chính là vấn đề ngươi nhớ lại ghi chú trên sổ tay xem có ghi rằng săn giết trên mặt đất là được cố gắng không được xuyên vào trong đầm lầy như hữu đạo thì ra là như vậy cảm ơn nhắc nhở triều kính ta tán gẫu với người chuyện này làm gì đây như hữu đạo ta nhắc nhở ngươi một khi vạn thú môn cha ra chuyện của ta ngươi cũng không thể tách rời quan hệ ngươi đang uy hiếp ta như hữu đạo vươn ngón tay chọc chọc vào ngực ông ta có phải là chán sống rồi không hả ta mà muốn ngươi chết ngươi có tin ngươi không sống nổi qua hôm nay không triều kính ngươi có thể giết ta còn có thể giết sạch đám thái thúc sơn thành đã nghe chuyện hay không một khi cháu trai ta rơi vào tay vạn thú môn, há mồm nói chắc chuyện ngươi đã làm, thì đừng vội tưởng rằng quân đội dưới quyền ngươi năng trinh thiện chiến. Nếu vạn thú môn nhúng tay vào việc đối phó ngươi, ngươi nghĩ không có hậu quả sao? Ông ta hạ giọng nói, như hữu đạo, ta không có ý gì khác, nhưng gia nhập phiêu miễu các là cơ hội đối với chúng ta. Chỉ cần chúng ta trở thành người của phiêu miễu các, vạn thú môn còn dám manh động đối với ta và ngươi sao? Ta bảo ngươi hỗ trợ không chỉ vì nguyên nhân đã nói, ít nhất những người ở đây đều nghe lời ngươi, mà ngươi lại còn biết một ít tin tức. Như vậy không chỉ giúp ta, mà còn đang giúp chính ngươi. Ngưu Hữu đạo chăm chú nhìn ông ta, rồi cười nói. Nói có lý, được, ta làm hết sức, trong lòng hắn lại không cho rằng như vậy. Hắn không viết ra nhược điểm để rơi vào tay thánh cảnh như người khác, rồi để thánh cảnh dễ dàng chặt mất đường lui. Hắn viết những chuyện kia đều chỉ là những vụn vặt chó má, không cần phải đặt mình vào vòng tay của phiêu miếu các, Chương 1466, lần đầu gặp gỡ yêu hồ 2. Hắn đã có phán đoán, những người khác đã viết ra những việc kia, quyền chủ động lập tức rơi vào tay Thánh Cảnh. Thánh Cảnh có các loại biện pháp thúc đẩy, vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, người tiến vào trên căn bản đều không có đường lui. Mọi người đã bị Thánh Cảnh lợi dụng làm thuốc dẫn để điều trị phiêu miếu các một phen, chính là đã đối nghịch với lợi ích tập thể cố hữu của phiêu miếu các. Cho dù họ có gia nhập phiêu miếu các thì sao, không phải chuyện gì tốt đẹp. Chỉ cần có đường lui, không cần phải chui vào vũng nước đục như phiêu miếu các. Huống chi, hắn ở bên ngoài còn có một đám người dưới, vì gia nhập phiêu miếu các mà mặc kệ sống chết của người bên ngoài là điều mà hắn không làm được. Còn về lời uy hiếp của Triều Kính, so với sự uy hiếp mà Thánh mang tới quả thực chẳng đáng kể. Đối với hắn mà nói, Triều Kính bại lộ thì không thể phát huy tác dụng ở vạn thú môn, đã không còn giá trị lợi dụng. Cả đám người cùng thương nghị việc dùng phương thức đẩy mạnh tiến lên, đang xuất phát về phía đầm lầy vô biên vô hạn. Sau khi đi được một thời gian, mọi người tới một chỗ gò đất giữa đầm lầy, như hữu đạo chợt thấy có con chuột to rất bẩn thỉu ló đầu ra khỏi bùn lầy, cảm thấy kỳ lạ hỏi. Không phải nơi này không có động vật gì sao? Hắn vừa dứt lời, chiều kính để ý thấy lập tức búng tay bắn ra một luồng kình phong, muốn giết con chuột. Con chuột to lại có phản ứng lạ thường, chính xác hơn là vừa nhận ra mình bị Ngưu Hữu Đạo phát hiện đã lập tức chui vào trong bùn lầy. Bụp, chiều kính bắn ra cương khí bắn nổ bùn lầy, sau đó phát tay ra hiệu, hai đệ tử bay tới thì pháp khuấy bùn lầy tìm kiếm nghiêu hữu đạo vui vẻ triều trưởng lão xả giận đối với thái thúc sơn thành lên con chùa to này sao chùa to triều kính quay đầu xem đó là yêu hồ bị bùn đen nhuộm trông không ra làm sao thôi lần sau ta gặp nó quyết sẽ không buông tha ông ta có kinh nghiệm do đọc được từ ghi chép của tổ tiên vạn thú môn mấy người nghiêu hữu đạo nghe thấy thế liền xứng sờ đó là yêu hồ chính lúc này từ hỏa kêu ha một tiếng rồi bay vụt từ đầm lầy lên trời mọi người nhìn theo thấy trên chân gã có một con rắn bùn quấy chặt bùn trên thân rắn bị đánh bay ra thân thể nó xuất hiện hình vẽ màu đen mọi người chợt liên tưởng tới ghi chép trong sổ tay là hủ thi đằng trong đầm lầy đồng loạt có mười mấy xúc tua bắn ra khỏi bùn lầy chụp vào chân một đệ tử vạn thú môn khác đệ tử kia lắc người tránh thoát quay về chỗ gò đất xúc tu quấn lấy từ hỏa giường như còn muốn kéo gã xuống từ trên trời từ hỏa thi pháp banh mạnh bắp đùi mà không thể căng đứt xúc tu, có thể thấy chúng cứng cỏi đến mức nào. Sang, từ hỏa vung kiếm, phong đao lướt qua, dễ dàng chặt đứt trói buộc. Mười mấy xúc tu vặn vẹo xoắn tới, cũng bị từ hỏa vung loạn kiếm bắn kiếm khí ra chặt đứt hết. Xúc tu đứt đoạn khắp nơi làm chất lỏng màu lam bắn tóe. Từ hỏa trở lại gò đất, châm dẫm một cái, xúc tu quấn trên chân rơi xuống đất. Từ chỗ đứt của xúc tu chảy ra chất lỏng màu xanh lam. Xúc tu còn đang chầm chậm xiết vào, Khiến mọi người chú ý. Từ Hỏa bẩm báo chiều Kính, để Yêu Hồ kia chạy mất rồi. Chiều Kính gật đầu, Yêu Hồ quả nhiên giả dối, chắc là biết phía dưới có Hồ Thi đằng nên cố ý dẫn dụ chúng ta vào bẫy. Ông ta quay lại hỏi, "Chân ngươi không sao chứ?" Quả nhiên giống như ghi chép, hơi tê dại, Từ Hỏa nhìn chân mình, thì pháp ép ra khỏi chân một cái gai đen. Mọi người nhìn nhau, căn cứ vào ghi chú trên sổ tay, trên Hồ Thi đằng có gai cực kỳ cứng, lại rất nhọn. Khi tấn công con mồi chúng sẽ đâm gai độc vào con mồi, khiến con mồi tê dại, sau đó con mồi sẽ dần mất đi năng lực phản kháng. Có điều, loại chất độc này không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với tu sĩ, không phải kịch độc, thì pháp là có thể loại trừ. Mọi người tận mắt nhìn, cũng coi như tăng thêm chút kiến thức. Sau đó, từ vết thương trên chân từ hỏa bắt đầu thấy màu máu bị ép ra, chân khôi phục chi giác. Mọi người lại tiếp tục tiến hành rèn luyện săn bắn. Dọc đường đi, họ nhìn thấy cảnh đẹp khác biệt. Trên mặt đầm lầy tỏa sương mờ nhạt, thỉnh thoảng lại có đủ loại kỳ hoa lọt vào mắt, có loại màu sắc rực rỡ, có loại ăn thịt, côn trùng vừa rơi vào, cánh hoa sẽ lập tức khép mạnh lại. Khi gặp được chỗ núi rừng để nghỉ ngơi, không phải thiếu đồ ăn. Chuyến này không ai mang theo đồ ăn thức uống, trong núi có thực vật dùng làm thức ăn, khi khát có thể tách một loại lá cây có hình cái bát là nước sạch chảy ra. Thứ gì có thể ăn, thứ gì có thể uống, trên sổ tay được phát đã có ghi đủ. Đương nhiên, chuyện ăn uống không phải nhu cầu tất yếu hàng ngày đối với tu sĩ. Tu sĩ trải qua quá trình tu luyện đã có lực khống chế cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể khống chế việc tiêu hao năng lượng đến mức lớn nhất. Nhưng dù sao tinh thần và tu vi vẫn ký thác trên thân thể, trừ khi có thể siêu thoát khỏi cơ thể mới không cần. Thân thể lại cần thức ăn để kéo dài sự sống hàng ngày, nếu không thân thể sẽ chết, cũng có nghĩa là tinh thần và tu vi tán loạn sẽ tử vong. Bởi vậy, đột phá nguyên anh chính là giấc mơ đối với mọi tu sĩ. Cảnh giới nguyên anh đã thoát ra khỏi ràng buộc cơ thể cũng chính là cái gọi là trường sinh bất tử. Anh Nhi đồng nghĩa với tân sinh, Nguyên Anh, tên như ý nghĩa, Nguyên Thủy Tân Sinh. Cảnh giới Nguyên Anh chính là một cảnh giới của Nguyên Thủy Tân Sinh. Một cảnh giới mới, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cơ thể xác thịt phổ thông, tu vi có thể mạnh mẽ hơn. Đây là cảnh giới mà vô số tu sĩ tha thiết mơ ước, nhưng hiện thực tàn khốc vô cùng. Kẻ đứng ở trên cao nắm quyền lên tiếng lại không muốn chia sẻ cho người khác, người đi sau muốn trèo lên đỉnh gian nan vô cùng. Có lẽ khu vực vừa đi qua đã bị người của phiêu miếu các càn quét một lượt, nhóm nghiêu hữu đạo không có thu hoạch gì. Mọi người đã phân tán ra tiến lên, cơ bản chia tổ theo các phái. Phạm vi săn giết lấy nghiêu hữu đạo làm trung tâm, địa điểm hẹn gặp ở phía trước là do nghiêu hữu đạo chỉ định vị trí tập hợp trên bản đồ. Tại một vùng đầm lầy trống trải và tĩnh mịch, sương khói mờ ảo, có ba bóng người. Nghiêu hữu đạo dẫn hai đệ tử tử kim động chậm rãi tiến lên. Trên đường gặp được gò đất giữa đầm lầy, nhiều hữu đạo đáp xuống vẫy tay. Mệt không, nghỉ ngơi đi. Tần quan và Kha Định Kiệt hạ xuống theo. Kha Định Kiệt cười khổ nói. Trưởng lão, mới đi không được bao lâu, không mệt, còn có thể đi tới tìm kiếm. Nhiều hữu đạo đã ngồi khoanh chân xuống đất, vươn tay hái một đóa hoa đẹp màu đen lấm tấm vàng, đặt lên mũi người, nói. Ta đã từng vào bí cảnh thiên đô, hai người kia nhìn nhau, không biết hắn nói vậy là có ý gì. Tần quan nói, đệ tử biết, nghe nói trưởng lão gây nên sóng gió trong bí cảnh lực ép các phái đoạt lấy hạng nhất chúng đệ tử từ lâu đã rất hâm mộ trưởng lão có thể kể một chút chuyện trong bí cảnh thiên đô cho chúng đệ tử không như hữu đạo vươn tay ra hiệu cho hai người ngồi hai người kia lập tức chờ mong ngồi hai bên hứng thú muốn nghe trên thực tế hai người còn lớn tuổi hơn như hữu đạo nhiều nhưng mà ở chung một thời gian ngắn hai người đã tự nhiên quên đi tranh lệch tuổi tác như hữu đạo bí cảnh tranh cướp chém giết vô cùng tanh máu đơn giản là người này giết người kia cướp đồ có gì hay mà kể nghiêm lập cũng đã từng đi muốn nghe thì các người hỏi các đồng môn kia là được tần quan không giống dù sao họ cũng chỉ biết có hạn chúng ta nào có cơ hội ngay mặt hỏi chuyện nghiêm trưởng lão như trưởng lão có lẽ ngài không biết đệ tử trong môn phái thật sự rất tò mò với bí cảnh thiên đô rất nhiều người vẫn đang đọc từ kim tạp kỹ hy vọng có thể nhìn thấy tự sự của ngài nhưng ngài không miêu tả một chữ nào chương 1467, kết quả đã được quyết định từ khi bắt đầu. Nhiều hiểu đạo, thứ công khai, làm sao có thể nhìn thấy thứ mà các ngươi muốn thấy. Ta mà dám viết, tông môn chưa chắc đã dám thu nhận. Kha định kiệt, vậy ngài kẻ cho chúng đệ tử một chút đi. Nhiều hiểu đạo, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Các ngươi đừng hỏi, ta đề cập tới chuyện ta vào bí cảnh thiên đô là muốn nói với các ngươi, khi gặp hoàn cảnh không quen thuộc thì phải cố gắng duy trì tình trạng cơ thể tốt nhất. Các ngươi đi theo ta, ta sẽ cố gắng mang các người về, không phụ lòng tông môn nhờ vả. Toàn lời nói bậy, tần quan than thở, trưởng lão, chúng ta không hoang mang. Chưa tới nửa canh giờ đã lại nghỉ, đến bao giờ mới tới địa phương tụ hợp. Ta sợ chúng ta không thể tới đúng lúc để chạm mặt những người khác. Chẳng phải vậy sao, hai người cảm giác là vị trưởng lão này căn bản không tới để săn yêu hồ. Trên đường đi, họ có gặp phải yêu hồ, vị này lại không cho họ truy sát. Nhiều hữu đạo, các ngươi yên tâm đi bọn họ tìm kiếm khắp nơi, chúng ta lại đi thẳng tới địa điểm cần tới, không muộn được. Dứt lời, hắn giờ đóa hoa trên tay lên thưởng thức. Hai người bất đắc dĩ, Kha Định Kiệt nhẹ giọng ra hiệu, trưởng lão. Tần quan liếc mắt nhìn theo, thân thể lập tức căng ra, lao đi như mũi tên rời cung. Nghiêu Hữu đạo quay đầu nhìn sang, thấy cách đó không xa có một đống bùn nhão bò lên trên đống đất nhỏ. Nó dùng mình một cái rú bỏ bùn lầy trên thân, để lộ ra bộ lông trắng như tuyết rõ ràng đó là một con hồ ly màu trắng có người nói yêu hồ nơi đây hầu hết đều màu trắng quay lại thấy dáng vẻ muốn giết của hai người như hữu đạo hỏi các ngươi căng thẳng làm cái gì sở dĩ hai người phát hiện mà không ra tay là vì nghiêu hữu đạo từ trước vẫn ngăn cản hai người cũng cảnh cáo rằng nếu không được hắn cho phép họ không được tự ý hành động tần quan trưởng lão không căng thẳng không hành động thì nó sẽ chạy mất chạy thì chạy có làm sao những người khác mặc sức săn giết là được nghiêu hữu đạo không quan tâm nói hắn vươn tay lấy lên một cục đá trong bụi cỏ co tay búng một cái bắn ra hòn đá bay vèo một cái bắn về phía đống đất kia lệch hướng đâm chúng vào vũng bùn bên cạnh đống đất vậy còn có thể bắn lệch mà lực đạo hiển nhiên chỉ có hạn hai người tần và kha im lặng càng khiến hai người không còn gì để nói là con yêu hồ kia không chạy sau khi nó bị nước bùn bắn lên người nó chỉ rũ người một cái là lại sạch sẽ trắng tinh có vẻ rất cao ngạo đứng sừng sững trên vò đất nhìn họ Quá kiêu ngạo, Kha Định Kiệt có vẻ khó nhịn nhục đứng dậy. Lúc trước yêu hồ gặp họ ít nhất sẽ lập tức bỏ chạy, vậy mà con này hoàn toàn coi rẻ bọn họ, quả thực là muốn gây sự. Thực có chút hung hăng, như hữu đạo khà khà vui vẻ nói. Có điều, hắn lập tức quay sang ra hiệu cho Kha Định Kiệt ngồi xuống. Kha Định Kiệt đột nhiên nói, trưởng lão, ngài mau nhìn. Như hữu đạo nhìn sang, thấy phần lung nhung tại mi tâm giữa hai con mắt của yêu hồ đang nứt ra. Con mắt dọc thứ ba hiện hình. Con mắt này long lanh đẹp như bảo thạch lưu ly, trong con người có một vòng màu vàng, trông rất yêu dị. Cảm giác kia giống như con yêu hồ đang nói với họ, các người không nhìn nhầm, ta chính là yêu hồ mà các người muốn săn. Tần quan, mắt dọc của yêu hồ có thể nhìn rõ sự vật mà mắt thường không thể thấy được, giống như pháp nhãn của tu sĩ. Trưởng lão, đây chính là thứ mà chúng ta cần. Trưởng lão, chúng ta đi cả con đường tới nay chưa có chút thu hoạch nào cả. Thực thế gã nói lời này là để nghiêu hữu đạo ra tay nghiêu hữu đạo không để ý đến gã vẫn không cho phép họ hành động hắn chỉ ngước đầu đối diện với con yêu hồ kia quan sát lẫn nhau một lát sau con yêu hồ dường như cảm thấy nhàm chán thu con mắt dọc thứ ba vào trong lớp lông trắng nó nhảy vọt lên vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên không trung rồi đâm vào trong đầm lầy biến mất khỏi tầm mắt của mọi người ai ra chạy rồi kha định kiệt buông tiếng thở dài cuối cùng cũng đành ngồi khoanh chân xuống dường như có vẻ không cam lòng Nghiêu hữu đạo vẫn không để ý, dặn tranh thủ khôi phục pháp lực của các ngươi đi. Ánh mắt hắn hơi đả, phát hiện một gốc cây mà mình chưa từng gặp. Hắn ném hoa đi, nhổ tận gốc thân cây kia, tinh tế quan sát. Hai người tần, kha có vẻ thiếu kiên nhẫn. Tần quan cao mày nói, trưởng lão, thứ cho đệ tử nói thẳng. Dường như ngài không muốn săn giết yêu hồ. Nghiêu hữu đạo lật xem cây cỏ trong tay, chậm chạp đáp ta không thù không oán với chúng, tại sao phải giết chúng. Mẹ, cuối cùng cũng nói lời thật lòng rồi hai người tần kha im lặng hai người đã sớm phát hiện vị này có xu hướng như thế lúc trước còn ngại không hỏi vạch trần việc như trưởng lão không tôn trọng quyết định của thánh cảnh dường như không thích hợp nhưng trải qua tình hình vừa nãy họ thấy con yêu hồ kia quá kiêu ngọa, mà dường như như trưởng lão vẫn lạnh nhạt không quan tâm họ không nhịn được hỏi kha định kiệt nhắc nhở trưởng lão đây là chuyện do thánh cảnh sắp đặt lần này săn yêu hồ liên quan đến thành tích rèn luyện của chúng ta nghiêu hữu đạo hơi nhấc mí mắt người đang giảng đạo lý với ta sao kha định kiệt vội xua tay đệ tử không có ý này đệ tử chỉ nhắc nhở trưởng lão cho dù thành tích rèn luyện của chúng ta không tốt cũng không thể lót đáy chứ xem ra quả thật định giảng đạo lý với ta được vậy ta cậy già lên mặt giảng đạo lý với các ngươi một phen nghiêu hữu đạo lạch sạch ngắt thân cây trong tay làm hai đoạn ném cho hai người ta hỏi các ngươi trước khi thương tụng mở ra thế giới này hay có thể nói là trước khi thương tụng qua đời thế giới này do ai làm chủ. Hai người nhìn nhau, Kha Định Kiệt nói, có người nói rằng đó là yêu hồ, yêu hồ chính là bá chủ của thế giới này. Nghiêu hữu đạo, biết là tốt rồi, chúng là thứ mà ngay cả cửu thánh cũng không thể tiêu diệt, người gấp làm cái gì. Đi lại trốn giang hồ, từng trải mưa gió, không được mê muội chạy loạn. Đi ra ngoài lăn lộn phải nhớ, rồng dù mạnh cũng không được ép rắn nhà. Trên đời này có cái gì mà cửu thánh không xử lý được. Đám yêu hồ trước mắt chính là một. Chúng nó chính là rắn nhà tại thế giới này, không ai hiểu rõ thế giới này hơn chúng. Không phải tình huống cần thiết, lại không thù không oán, không cần thiết phải đắc tội với chúng. Làm người phải chừa con đường, tương lai dễ chạm mặt nhau. Đây là kinh nghiệm đi lại giang hồ nhiều năm của ta, hôm nay dạy cho các ngươi, nhớ kỹ. Hai người không nói được gì, một lát sau Tần Quan than thở, "Trưởng lão, không phải chúng ta không thể bỏ qua cho chúng, mà đây là điều thánh cảnh đã yêu cầu chúng ta làm." Những người khác đều làm mà chúng ta không làm thì không thể báo cáo kết quả. Như Hữu Đạo, xem ra các ngươi chưa nắm rõ tình huống. Có lẽ các ngươi hiểu rõ, nhưng các ngươi không thể sắp xếp thành phương hướng hợp lý để tự lập ra con đường của mình, sau đó chấp hành. Chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Trên đời này chẳng có kẻ nào ngu si. Bình thường giữa người và người chỉ tranh lệch một chút đó. Ban đầu Đinh Vệ bắt mọi người viết những thứ đó, mọi người đều không hiểu chuyện gì. Mãi đến sau này xảy ra việc tỉ thí với phiêu miếu các, mọi người mới chờ tỉnh ngộ. Thánh cảnh muốn làm gì, hẳn trong lòng các ngươi đã nắm chắc rồi. Những người khác không còn đường lui, ta lại khác, ta viết ra những thứ đó chẳng tính là gì. Lẽ nào các ngươi không muốn về tông môn mà muốn gia nhập phiêu miếu các hay sao? Hai người trầm mặc, suy nghĩ lời hắn nói. Kha Định Kiệt trầm mặc một lát rồi nói. Trường lão, chúng đệ tử đều hiểu lời ngài nói, nhưng không bỏ qua được thành tích chúng đệ tử sợ rằng không qua nổi cửa ải này hiểu cái gì mà hiểu nông cạn như hữu đạo chỉ chỉ đầu mình ám chỉ bọn họ suy nghĩ vớ vẩn ta nói cho các người biết việc chỉnh đốn phiêu miếu các không thể vừa bắt đầu đã làm oanh oanh liệt liệt dùng lực quá mạnh sẽ xảy ra chuyện khiến bên dưới tập thể phản công chương 1468 yêu hồ tràn lan một đến lúc đó cửu thánh cũng không thể khống chế được cuộc diện triệt để rối loạn mà vẫn không biết sẽ xảy ra chuyện gì bằng không đã không chỉ có mấy người như chúng ta đi tới đây làm việc nghĩ thông suốt điều này là sẽ có phán đoán rõ ràng đối với chuyện về sau đây là giai đoạn tiến lên dần dần trong cuộc tỷ thí này chúng ta nhất định thua bất kể về kinh nghiệm hay trình độ quen thuộc đối với địa hình chúng ta đều không bằng phiêu miễu các lại không thể cướp muốn thắng lấy cái gì thắng kết quả đã định từ lúc bắt đầu thành tích chúng ta dù tốt cũng vô dụng hiểu không hai người nhìn nhau một phen như hiểu mà không hiểu kỳ thực vẫn không hiểu lắm bọn họ chỉ nghe ra được một tầng ý tứ tần quan hỏi ý trưởng lão là đã cố gắng thế nào cũng không thắng được thế thì không cần phí công nghiêu hữu đạo cười cợt cũng không kém là bao bởi vậy chúng ta không cần phải đắc tội với thổ địa nơi này cố gắng tránh khỏi nguy hiểm khó có thể dự tính trước ban đầu các ngươi cũng đã thấy rồi yêu hồ cố ý bố trí cạm bẫy mưu sát đám từ hỏa có thể thấy được yêu hồ ở nơi này có linh trí khá cao chúng ta không cầu là được cố tránh bị dụ vào cảm bẫy không phải chuyện xấu gì. Mặt khác, ta không quan tâm việc các người có muốn gia nhập phiêu miếu các hay không. Cho dù các người muốn, tốt nhất cũng vẫn phải khiêm tốn một chút. Các ngươi liều mạng săn giết yêu hồ, lấy được thành tích tốt, nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với phiêu miếu các? Có nghĩa là các ngươi đối nghịch với họ, các ngươi gia nhập bằng phương thức này, sau này liệu có trái ngon cho các ngươi ăn không? Phiêu miếu các chiếm đóng giới tu hành nhiều năm, cây lớn dễ sâu, không biết nắm giữ bao nhiêu việc riêng tư trí mạng người. Ngay cả cửu thánh cũng không dám vì tiện nói lật bàn là lật bàn. Ngay cả cửu thánh cũng phải thực hiện dần từng bước, các người cứ lao lên như thế chẳng phải muốn tự sát. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không ngờ, thật sự không nghĩ sâu xa như thế, cũng không nghĩ thấu đáo như thế. Họ vui lòng phục tùng, đồng thời chắp tay nói, cảm ơn trưởng lão chỉ điểm. Như hữu đạo, có những việc các người biết là được, người khác muốn cố gắng thế nào là mặc họ nỗ lực, đừng nói với họ, Mọi người đều không nỗ lực, thánh cảnh có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận. Đến khi đó mọi người cũng không chịu nổi, không cần ta dạy đạo lý này cho các ngươi chứ? Rõ rồi, hai người vội vã đáp lại, ngươi là đệ tử Phó Quân Nhượng, Nưu Hữu Đạo hỏi Tần Quan, lại hỏi Kha Đình Kiệt, ngươi là đệ tử của Mạc Linh Tuyết. Vâng, hai người đáp, như Hữu Đạo, hầu tử, cũng chính là huấn luyện viên của các ngươi, Viên Cương, đã nói với ta, các ngươi rất khá. Hắn ta đã tiếp xúc gần nhất với các ngươi một thời gian đã quan sát một thời gian. Các ngươi chắc hẳn không phải người của phiêu miếu các. Đương nhiên, các ngươi là đệ tử kiệt xuất được tông môn phái ra, không tính là chỉ có hư danh, coi như được. Một hảo hán có ba người trợ giúp, một mình ta tới đây, bên cạnh không có nhân lực đáng tin, nhiều chuyện không dễ xử lý một mình. Ta cần giúp đỡ, hai người nhìn nhau, tần quan nói, chúng đệ tử vâng lệnh tông môn tới đây, tất nhiên sẽ dốc sức phối hợp trưởng lão. Ừm, như hữu đạo lắc đầu, dường như không hài lòng với câu trả lời của họ đôi khi ta chỉ có thể cho người của ta đi làm việc người của ta hiểu chưa nếu ta đã không muốn để các ngươi theo ta ta sẽ có biện pháp đẩy các ngươi ra nếu ta đã giữ các ngươi lại bên cạnh ta nói lời thô tục một chút thì là theo ta chính là người của ta có những việc ta cũng không thể giấu hết với các ngươi được vì vậy cái gì nên nói hay không nên nói ta đều đã nói với các ngươi cả hai người có phần khó hiểu lời của hắn Nhiêu Hữu Đạo, đệ tử của Phó Quân Nhượng và Mạc Linh Tuyết. Các ngươi là đệ tử của họ cũng không thành vấn đề, ta không bảo các ngươi phản bội sư phụ. Có điều, họ có thể cho các ngươi thứ gì, ta cũng có thể cho các ngươi thứ đó. Thứ mà họ không cho được, ta lại có thể cho các ngươi. Chuyện này với các ngươi cũng không phải việc gì xấu, sau này hãy lăn lộn với ta đi. Cái gì gọi là sau này lăn lộn với ngươi? Hai người lộ vẻ lúng túng, không biết nên đáp lời làm sao. Nhiêu Hữu Đạo ha ha nói. Vẫn là câu nói kia, nếu các ngươi đã dính với ta, ta sẽ thỏa mãn các ngươi, sẽ không giấu giếm nhiều với các ngươi. Hiện giờ không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. Khôi phục chưa? Xong rồi thì đi thôi." Nghiêu Hữu Đạo nói xong lập tức đứng dậy. Hai người quả thực không hiểu, trong lòng còn đang phân vân, không biết nghiêu trưởng lão nói những điều này là có ý gì. Gần tối, nhân viên phân tán ra đã chạm mặt nhau tại vị trí đã hẹn trước trong khu vực núi rừng, có thu hoạch nhưng không nhiều hầu như các tiểu đội đều thu hoạch được một hai con yêu hồ. Vạn thú môn không hổ danh vạn thú môn, phản ứng rất nhạy cảm đối với thiên tính tỏ một số động vật, săn được 5 con. Chiều kính còn tự tay bắt được một con yêu hồ sống, dường như là để tăng cường năng lực săn bắn của đoàn đội nên cố ý bắt một con còn sống làm đối tượng giảng giải cho mọi người. Sau khi để mọi người hiểu rõ một số đặc tính công kích của chúng, chiều kính rút kiếm, gọn gàng nhanh chóng cắm vào chán yêu hồ, xoáy một cái móc ta con mắt đẫm máu rồi ném cho đệ tử bên dưới cất vào túi chứa đồ. Oa gra gra, yêu hồ giết lên đau đớn, nó nhe răng nanh ra, móng vuốt thò ra thụt vào khỏi ngón chân lông, vặn vẹo vô cùng đau khổ. Tần quan và Kha Định Kiệt lặng lẽ nhìn phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, thấy Ngưu trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, không biểu thị hứng thú, cũng không có ý ngăn cản. Chiều kính ném thi thể yêu hồ còn đang vặn vẹo xuống, thu kiếm rồi trầm giọng nói, hôm nay mọi người thu hoạch 21 con, quá ít ông ta có vẻ nghiêm nghị, yêu hồ trên đất mau chóng mất động tính, máu chảy ròng ròng từ lỗ thủng trên trán. Như hiếu đạo thở dài, xin lỗi các vị, mọi người đều có thu hoạch mà chỗ ta không có gì, cảm giác giống như kéo chân mọi người vậy. Hai người tần, kha cười khổ, chẳng biết vì sao cảm nhận được sự cao thâm khó dò, lòng dạ sâu không đong đếm được của vị như trưởng lão này. Đây là cảm giác mà trước đây họ chưa từng cảm thấy ở từ kim động. Không chỉ như trưởng lão, ngay cả tên to con bên cạnh như trưởng lão cũng có cảm giác không tầm thường. Ban đầu khi viên cương muốn huấn luyện hai người, hai người còn xem thường, không tình nguyện. Nhưng bên biệt viện Mao Lư đã mở lời, Tông Môn đã bảo họ phải phục tùng phối hợp với Nhiêu Hữu Đạo, họ cũng không có cách nào. Nhưng sau khi chân chính tiếp nhận sự huấn luyện của Viên Cương, hai người mới phát hiện rằng Viên Cương không tầm thường chút nào. Một số quan niệm, một số thủ đoạn của hắn ta làm họ mở mang tầm mắt. Sau đó, họ dần lắng tâm xuống, cẩn thận học hỏi. Bọn họ biết công việc vội vàng, không có nhiều thời gian huấn luyện, nhưng đối với họ mà nói, họ tự biết mình đã nhận được ích lợi rất lớn. Trầm nhất độ ha ha nói, người kéo chân chúng ta cũng không sao, quan trọng là trong tâm người có chuyện rèn luyện là được. Chỉ cần người tự nắm chắc, chúng ta không để ý chuyện người có cản trở hay không. Người muốn làm sao cũng được, mọi người nói có đúng hay không, mọi người hoặc cười ha ha hoặc chỉ mỉm cười, rõ ràng là không để ý. Như hiểu đạo cũng khẽ mỉm cười, hỏi, việc mà ta đã dặn mọi người chú ý quan sát thế nào rồi? Phù hoa lắc đầu, phía ta không phát hiện tung tích nhân viên phiêu miếu các. Không có, mọi người lần lượt lắc đầu, đều nói không có. Như hữu đạo, mọi người không nên coi nhẹ việc này. Ngày mai tiếp tục, một khi phát hiện, mọi người cần phải để tâm tới phương hướng của họ. Được, mọi người hoặc đáp, hoặc gật đầu. Toàn thái phong chợt hỏi, lão đệ, người muốn tìm người của phiêu miếu các làm gì? Dù sao ngươi cũng sẽ không muốn cướp đồ của họ chứ. Chương 1469, yêu hồ tràn lan hai. Ngưu Hữu Đạo, ta không to gan như ngươi nghĩ, ngươi đã có ý tưởng này thì chúng ta tác thành cho ngươi. Các vị, sau khi phát hiện tung tích nhân viên của Phiêu Miếu các thì hãy báo cho toàn trưởng lão một câu, để toàn trưởng lão đi cướp đi. Đương nhiên, đây là hành vi cá nhân, không liên quan tới chúng ta. Mọi người nhất thời cười ha ha, có người khen hay. Đương nhiên ai cũng biết là nói đùa thôi thánh cảnh đã quy định không được cướp, ai dám cướp là công khai làm trái quy tắc, vậy chẳng phải tự sát hay sao? Huống chi còn là cướp của phiêu miếu các, ai mà dám? Đi đi đi! Toàn Thái Phong vung tay về đám người đang ồn ào, tiếp tục tò mò hỏi lão đệ, vậy người tìm họ rốt cuộc để làm gì? Như Hữu đạo không nói nguyên nhân, chỉ nhắc nhở, nói chung là vì muốn tốt cho mọi người. Mọi người nhớ để tâm một chút. Mọi người cho rằng hắn biết được tin tức gì nên cùng gật đầu. Nếu hắn đã nói vậy chắc chắn mọi người phải ứng phó cẩn thận nếu không đi theo kẻ này làm gì trời sắp tôi lại không có nguyệt điệp cộng thêm không quen thuộc hoàn cảnh buổi tối không tiện săn bắn mọi người nghỉ ngơi sớm đi nghiêu hữu đạo lên tiếng tự mình đi sang bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa tần quan và kha định kiệt canh giữ bên cạnh nghiêu hữu đạo thay phiên nhau nghỉ ngơi canh gác bảo vệ cho nghiêu hữu đạo chỉ cần có bất kỳ điều dị thường nào đều có thể khiến hai người họ lập tức cảnh giác những người khác đều chú ý thấy việc này đã sớm phát hiện tính cảnh giác của hai người tần, quan không tầm thường. Thứ mà mọi người đều không nhận ra manh mối, hai người họ vừa ngồi xổm bên cỏ quan sát đã có thể nhắc nhở có thứ gì đi qua nơi này. Mà họ trước sau đều lấy sự an toàn của Ngưu Hữu Đạo làm trung tâm, bất kể lúc nào cũng chiếm vị trí có lợi trước, rõ ràng không dám qua loa một chút nào, nghiêm khắc cảnh giác bất kỳ khả năng xuất hiện nguy hiểm nào nhắm vào Ngưu Hữu Đạo. Lại nhìn sang người bên cạnh mình, tất cả phát hiện tố chất của những người khác so với hai người tần, kha đều có cách biệt thậm chí tranh lệch quá rõ ràng, căn bản không thể rút ngắn chỉ bằng một câu đôi lời. Mọi người có thể nhận ra tính chuyên nghiệp từ hai người tần, kha. Có hai đệ tử như vậy đi bên cạnh quả thực có thể khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Nhiều người cảm thấy buồn bực, cũng từng nghe nói, mặc dù hai người tần và kha là đệ tử tử kim động, nhưng họ căn bản không phải người của Ngưu Hữu Đạo, chỉ là lâm thời được phái đi làm tùy tùng của Ngưu Hữu Đạo. Lẽ nào đệ tử bản phái so với đệ tử tử kim động lại có tranh lệch lớn như vậy sao? Trước đây họ không phải chưa từng tiếp xúc với đệ tử tử kim độc, sao lại không nhận ra, lẽ nào trước đây sơ sót. Thấy không, chỉ cần có gió thổi qua là phải nhanh chóng chặn trước dùng thính giác cảm nhận ngay, nên học theo. Toàn Thái Phong bất mãn dăn dậy hai đệ tử lăng tiêu các đi cùng. Y phát hiện hai tên đệ tử của mình so với người ta quả thực chỉ như hai khối gỗ mục. Ngay tiếp theo, mọi người lại tản ra theo bố trí, tiến lên tìm tòi. Ba người nghiêu hữu đạo tiếp tục vừa đi vừa nghỉ trong đầm lầy, Thành thơi giống như đi vào ngắm cảnh, nào giống như đi săn yêu hồ rèn luyện. Hai người tần, Kha đã hiểu rõ ý đồ của Ngưu Hữu Đạo nên cũng bỏ ý đi săn. Nhưng dần dần, không chỉ hai người, ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng dần dần phát hiện có gì đó không đúng. Tình hình ngày hôm nay và hôm qua rõ ràng không giống nhau. Ba người luôn có thể nhìn thấy yêu hồ ẩn hiện liên tục. Không biết có phải là vì biết ba người sẽ không ra tay với yêu hồ hay không, tình hình càng phóng lớn hơn vào lúc xế chiều. Một làn sóng xuất hiện, mấy chục con yêu hồ kết đàn chạy tới chỗ cách họ không xa ba người vẫn không có phản ứng gì khiến cho phía sau dần dần có cả đàn yêu hồ chơi đùa ở khu vực gần họ chọc cho hai người tần kha ngứa cả tay nếu không phải nghiêu hữu đạo đã nói với họ từ trước chỉ sợ họ đã không nhịn được mà nhau ra tần quan tặc lưỡi nói yêu hồ ở hoang trạch tử địa đã tràn lan đến trình độ này sao kha định kiệt có lẽ ngày hôm qua vào chưa đủ sâu hôm nay chúng ta đi sâu vào trong nên nhìn thấy nhiều hơn Tần quan than thở, xem ra đêm nay lúc tụ tập mọi người, những người khác sẽ thu hoạch rất nhiều. Chúng ta lại tiếp tục không có con nào, trưởng lão, có phải là sẽ khó giải thích hay không? Nghiêu hữu đạo sẽ không phải người mù, cũng lập tức chú ý thấy biến hóa. Vừa vào hoang trạch tử địa, hắn không biết tình huống này là bình thường hay không bình thường, nên chỉ bình thản đáp. Chẳng có gì đáng nói, cứ làm theo kế hoạch, không cần thiết phải quấy nhiễu. Không có lệnh của ta, các người không được phép làm bừa. Hai người tần, Kha đồng thời đáp, vâng, ba người tiếp tục tiến lên, trong lúc nghỉ ngơi trên một bụi cỏ giữa đầm lầy để khôi phục pháp lực, hai người phụ trách canh gác phát hiện dị thường. Tần quan nhỏ giọng nói với Nhiêu Hữu Đạo đang ngồi khoanh chân suy tư. Trưởng lão, bên trái, có một con màu đen tới. Nhiêu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn sang trái, thấy giữa đám cáo trắng đang nô đùa trong bùn đầm lầy không biết từ bao giờ có lẫn một con trồn lông đen sáng bóng. Nó đột nhiên nhảy phốc một cái đáp xuống đúng bụi cỏ, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, bốn chân khuỵu xuống. Nó lười biến nằm dạp trên thảm cỏ, dáng vẻ rất thảnh thơi. Thật hung hăng, lại dám ngủ trước mặt chúng ta, đúng là không coi ai ra gì. Kha định kiệt nghiến răng lẩm bẩm, giống như bị khiêu khích. Như hữu đạo hít mắt quan sát một phen, sau đó lại quay đầu đi, nhắm mắt, tiến vào trạng thái tĩnh tọa, giống như lão tăng nhập định kháng tự dụ hoặc. Hai người tần, Kha thấy hắn như vậy cũng biết là hắn không cho họ đi săn yêu hồ, đành bỏ đi suy nghĩ vừa mới nảy sinh trong đầu. Đến khi pháp lực khôi phục, Nhiều Hữu Đạo mở mắt ra. Hắn phát hiện con yêu hồ màu đen nằm trên thảm cỏ đã không thấy đâu. Đám yêu hồ vốn nô đùa xung quanh cũng không còn, cả nhóm tiếp tục xuất phát, trên đường đi, tình huống yêu hồ tràn lan không còn nữa, thậm chí hiếm khi thấy được yêu hồ. Dường như tình hình trở về như ngày đầu tiên, trạng vạng tối, tới điểm tập kết, tổ Nhiêu Hữu Đạo tới trước. Sau đó, các tổ còn lại cũng lục tục tới khi mọi người tụ lại cùng kiểm kê thu hoạch mới phát hiện còn thiếu một tổ đó là tổ phù hoa dẫn người của tây hải và côn lâm thụ thu hoạch ngày hôm nay rõ ràng gia tăng một chút so với hôm qua mọi người giết được thêm vài con trong lúc nói chuyện rõ ràng đã có kinh nghiệm săn bắn hơn dù sao mọi người cũng đã có kinh nghiệm va chạm ngày hôm qua mới săn thêm được vài con hai người tần kha cảm thấy có vẻ không bình thường điều này không hợp với tình huống mà họ gặp được trên đường ngày hôm nay kết quả săn bắn không nên như vậy mới phải. Nghiêu Hữu đạo cũng cảm thấy bất bình thường, hỏi, chúng ta đã đi sâu vào hoang trạch tử địa, đáng lẽ nên gặp nhiều yêu hồ hơn mới phải chứ? Lãng kinh không, người nói vậy là dựa vào đạo lý nào? Làm sao có thể nhiều hơn được, chúng ta đã đánh rắn động cỏ, muốn phát hiện những con yêu hồ kia chỉ càng khó hơn mà thôi. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành cách nói này. Nghiêu Hữu đạo trượt đánh mắt với hai người tần, kha. Ba người không có thu hoạch gì, Khó nói ra tình hình gặp phải trên đường. Nếu không, họ không thể giải thích được vì sao lại không có thu hoạch. Triều Kính lên tiếng, "Lão đệ, các người ngày hôm nay vẫn không có thu hoạch sao?" Nưu Hữu Đạo có tâm sự, suy tư lắc đầu, "Kỳ quái, các người còn có thu hoạch? Chúng ta đi suốt chặng đường mà thậm chí không thấy cái bóng của yêu hồ." Mọi người bắt đầu mồm năm miệng 10 phân tích tình huống. Hai người Tần, Kha lại biết như trưởng lão đang nói láo. Một lát sau, Triều Kính như có điều phiền lòng nói, mỗi ngày chỉ có ngần ấy thu hoạch, tiếp tục nữa cũng không phải biện pháp. Chúng ta phải nghĩ cách khác, chương 1470, coi như tên này còn có lương tâm. Ánh mắt ông ta liếc về phía Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo biết lời này là nói cho hắn nghe, chuyện lão này phản bội sư môn bị phơi bày, lão đang rất nóng lòng làm ra thành tích để được gia nhập phiêu miếu các. Nghiêu Hữu Đạo động viên, từ từ đi, vừa bắt đầu đã muốn xong ngay sao, ở đâu ra chuyện tốt như vậy, thời gian còn dài, tận 3 tháng mà, cứ xem tình hình trước rồi hãy nói. Triều Kính nghĩ lại cũng thấy đúng, chỉ vừa bắt đầu thôi. Mình thực có phần thấp thỏm dễ kích động rồi. Trời vào đêm, đã có mấy đống lửa trại đốt lên mà nhóm phù hoa còn chưa trở về, dần khiến mọi người lo lắng. Không cái thiên, không gặp phải vấn đề bất ngờ trên đường rồi chứ. Dù y lo lắng xảy ra vấn đề cũng vô dụng, bây giờ đã tối, không quen tình hình cũng khó tìm, chỉ có thể tiếp tục chờ. Chờ chờ đợi đợi đến lúc không gian tối tăm nhất bên ngoài hơi có động tĩnh khiến mọi người trượt cảnh giác sau đó mọi người phát hiện là lo bóng lo gió một hồi đó là người của tây hải trở về bốn người trở về hoàn hảo không thiếu một ai không cái thiên nghênh đón lập tức hỏi sao về muộn như vậy phù hoa đi thẳng tới chỗ nghiêu hữu đạo nói ta phát hiện tung tích của phiêu miếu các nên lặng lẽ theo sau kiểm tra địa điểm đặt chân của họ một hồi cho nên về trễ nghiêu hữu đạo nghe vậy lập tức đứng dậy họ ở vị trí nào phù hoa lấy sổ tay dò trên bản đồ rồi chỉ vào một vị trí ở đây các trưởng lão vây quanh đồng thời quan sát không nhìn ra điều gì nghiêu hữu đạo xem xong gật đầu nói được biết rồi cực khổ cho tỷ phù hoa hỏi đã tìm thấy họ bước tiếp theo nên làm sao nghiêu hữu đạo ta tự có dự định nếu hắn đã nói vậy tức là không chịu nhả thêm thông tin mọi người biết có hỏi nữa cũng vô dụng lại không thể ép hắn chỉ đành coi như thôi Triều kính quan tâm đến thu hoạch, các người thu hoạch hôm nay thế này. Phù hoa lắc đầu, không có thu hoạch gì, chỉ lấy được hai cái mắt dọc của yêu hồ. Nàng ta hất cằm về phía nghiêu hữu đạo, hắn quan tâm tới hướng đi của phiêu miếu các, chúng lại ta vừa phát hiện tung tích của bên kia, cũng không dám gây ra tiếng tranh đấu quá lớn gây chú ý, vì vậy chúng ta luôn lặng lẽ theo dõi. Các người thì sao, thu hoạch bao nhiêu, ai, triều kính thở dài, cũng không có bao nhiêu. Nghe nói bên nghiêu hữu đạo hôm nay vẫn không thu hoạch được gì, Côn Lâm Thụ liếc mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo đang cầm bản đồ xem xét. Sau khi mọi người đều ngồi bên đống lửa lặng lẽ qua đêm, Côn Lâm Thụ đứng dậy từ chỗ nhóm người Tây Hải. Phù Hoa đang nhắm mắt ngồi hơi mở mắt liếc y, dưới ánh lửa chạy bập bùng, Ngưu Hữu Đạo đang xem bản đồ cân nhắc hoàn cảnh địa hình chợt ngẩng đầu lên, thấy Côn Lâm Thụ ngồi xổm bên cạnh mình, hỏi có gì không. Côn Lâm Thụ giơ nắm tay ra trước mặt Ngưu Hữu Đạo, thả mấy thứ xuống bụi cỏ. Ngưu Hữu Đạo cúi đầu nhìn, hóa ra là ba con mắt dọc của yêu hồ hắn cười hỏi ngươi có ý gì côn lâm thụ đưa cho ngươi ngưu hữu đạo ai ra không phải ngươi nói là lần này tới để báo đáp cho thiên hỏa giáo sao ngươi tới rèn luyện cho thiên hỏa giáo thu hoạch đều phải để cho thiên hỏa giáo ngươi có lòng tốt cho ta như thế là vì thấy ta không có thu hoạch gì thương hại ta hả chính vì điều này mà ngưu hữu đạo mới tách ghi ra đầu tiên trong dự định của ngưu hữu đạo vốn không có ý định săn giết yêu hồ côn lâm thụ lại muốn ra sức cho thiên hỏa giáo vì vậy có xung đột với kế hoạch lần này của Ngưu Hữu Đạo. Sau đó là, Côn Lâm Thụ còn có cảm tình rất sâu với Thiên Hỏa Giáo, có thể nói là do sư phụ bàng trác của Y vẫn còn nằm trong tay Thiên Hỏa Giáo. Y không muốn Thiên Hỏa Giáo vì lần rèn luyện này mà xảy ra chuyện. Từ lúc Ngưu Hữu Đạo phát hiện đầu mối gì, Y sợ không tránh được nhắc tới Thiên Hỏa Giáo. Không giống Tần Quan và Kha Định Kiệt, Ngưu Hữu Đạo cảnh cáo hai người không nói cho những người khác, hai người tự nhiên sẽ giúp đỡ giấu diễm hai người đều đứng ở lập trường người nhà tử kim động song phương đã không dễ ở chung vậy nghiêu hữu đạo cũng không làm khó y nghiêu hữu đạo luôn có phương thức xử lý riêng của mình đối với người nặng nhẹ hay thậm chí bắt chẹt đều rất rõ ràng có vài người hắn có thể giải quyết nhanh chóng nhưng có vài người khác lại chỉ có thể tuần tự tiến lên hắn tin tưởng mọi sự sẽ như nước chảy thành sông ít nhất trong tâm thái hiện nay của côn lâm thụ chuyện mà nghiêu hữu đạo chuẩn bị làm tạm thời vẫn chưa thể để côn lâm thụ biết hắn tình nguyện bỏ công sức tại hai người tần, kha hơn. Bởi vậy, chuyến săn giết yêu hồ lần này không thích hợp mang theo côn lâm thụ. Ít ra cũng đỡ bị nói, các tổ chỉ có ba người, nhóm các người bốn người mà không có thu hoạch gì thì thật không còn gì để nói. Cũng bởi vậy, như hiểu đạo đẩy côn lâm thụ sang bên phù hoa, lấy cớ là vì phù hoa là phụ nữ, để côn lâm thụ bảo vệ giúp. Cái gì mà phụ nữ? Phù hoa tất nhiên không mắc bẫy, phụ nữ làm sao? Nhiều hiểu đạo lừa gạt phù hoa, giả bộ tiết lộ một ít chân tướng, lấy lý do nửa thật nửa giả. Hắn nói rằng côn lâm thụ phải lấy thành tích cho thiên hỏa giáo, hắn che giấu cho cũng không hợp. Vì muốn tránh hiểm nghi nên hắn nhờ phù hoa dẫn theo, đồng thời để phù hoa giúp côn lâm thụ ẩn giấu một thoáng. Phù hoa không dễ chối từ chút việc nhờ vả ấy, cũng biết chút việc. Sau đó nàng ta quả thực che giấu giúp côn lâm thụ, để thành tích săn bắn của côn lâm thụ không bị bại lộ. Có điều, sau khi thấy thực lực của côn lâm thụ, phù hoa có cảm giác chán ngán nàng ta phát hiện thực lực của côn lâm thụ rất lợi hại, thủ đoạn công kích không tầm thường. Cả đội Tây Hải cộng lại mà không lợi hại bằng một mình côn lâm thụ. Người như vậy mà lại muốn giao thành tích cho thiên hỏa giáo. Tâm tư của phụ nữ mà, ít nhiều gì cũng thấy không thoải mái. Đương nhiên, côn lâm thụ cũng coi như để bụng tới việc của Ngưu hữu đạo, không tiếc tiêu hao lượng lớn pháp lực bôn ba qua lại trên phạm vi rộng. Tung tích của phiêu miếu các chính là do y phát hiện, sau đó phù hoa dẫn người theo dõi trước mắt y quả thực có cảm giác đồng tình với nhiêu hữu đạo mà càng nhiều hơn là cảm giác hổ thẹn y nhỏ giọng nói bắt đầu từ hôm nay thu hoạch bên ta sẽ để một nửa cho thiên hỏa giáo một nửa cho ngươi nói cách khác một mình ngươi săn sáu con yêu hồ khá lắm nhiêu hữu đạo nở nụ cười trêu chọc đúng là hắn cảm thấy hơi vui mừng phát hiện mình không nhìn lầm người coi như tên này còn có lương tâm hắn cười nói lấy về đi côn lâm thụ ngạc nhiên nhiêu hữu đạo khẽ lắc đầu Ta nhận lòng tốt của ngươi, nhưng ta không cần." Dứt lời, hắn lại giải thích, "Ta không để ý tới thành tích cá nhân, nói cho cùng, thành tích rèn luyện cuối cùng vẫn phải gom lại rồi so sánh với bên Phiêu Miếu Các. Ngươi thu hoạch bao nhiêu thì giao cả cho Thiên Hỏa giáo đi. Ngươi xuất thêm chút lực để Thiên Hỏa giáo nhìn thấy thành ý của ngươi, có lẽ sư phụ của ngươi ở Thiên Hỏa giáo cũng sẽ sống tốt hơn một phần." Ta nói thật, không có ý khác. "Thu về đi, tự mình cất cẩn thận, bên kia ta đã dặn dò phù hoa nàng ta sẽ giấu giúp ngươi. Như hữu đạo có thể được người trong giang hồ đổi cách gọi từ kẻ trộm thành đạo ra là vì hắn tự có chỗ hơn người, giỏi lấy đức thu phục người. Côn lâm thụ ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng đầy cảm động. Tính cách của y bướng bỉnh, lại không phải kẻ lề mề, không nói nhiều. Y chậm rãi nhặt lại ba con mắt dọc, đứng dậy rời đi. Có lẽ bắt đầu từ lúc chiến bại rồi rơi vào tay như hữu đạo, y mới xem như bắt đầu cuộc đời rèn luyện chân chính của mình. Nghiêu Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng Côn Lâm Thụ rời đi, khẽ lắc đầu một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản đồ tính toán. Hắn phải ra tay rồi, phải lên kế hoạch chu toàn. Ít nhất hắn cũng phải đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên nhất định phải đắn đo suy nghĩ. Thế cuộc trước mắt không cho hắn đi sai một bước. Chương 1471, Nghiêu Hữu Đạo, tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ. Các phái trong thánh cảnh rèn luyện không biết chuyên bên ngoài. Các phái bên ngoài hầu như cũng không biết chuyện trong thánh cảnh rèn luyện là thế nào. Nhưng tin tức nhiều hữu đạo rời thánh cảnh trở về từ kim động đã lan truyền, gây ra động tính không nhỏ. Cũng có người không biết chuyện này. Tại một tiểu viện miền quê yên lặng, tường đất bao quanh, triệu đăng huyền đẩy cửa đi vào, thấy trong tiểu viện yên tĩnh có một dàn dây leo xanh lượt. Không thấy động tính nào khác, triệu đăng huyền gọi kim hoàn, kim hoàn. Gọi mấy tiếng cũng không có người thưa, gã chạy vào phòng la lên, rồi đi khắp các gian phòng ngay cả nhà bếp gã cũng không bỏ qua nhưng không thấy một bóng người trong phòng xá được trang trí rõ ràng là các vật phẩm của nhà dân bình thường không giống như cho tu sĩ dùng triệu đăng huyền cảnh giác cấp tốc đi ra ngoài gã thấy trong sân có trưởng lão lưu tiên tông ô thiếu hoan đi cùng mình tới mất một cánh tay nụ cười trên mặt ô thiếu hoan vẫn không thay đổi người đâu triệu đăng huyền tiến lên trầm mặt nói ô trưởng lão chẳng phải ngươi nói người ở đây sao người ở đâu ta khuyên ngươi đừng dở cho gì khác, gã đến được một chuyến cũng không dễ dàng, tiêu giao cung cách nơi này rất xa, gã còn chưa có tư cách sử dụng phi cầm cỡ lớn của tiêu giao cung bất cứ khi nào, cũng không thể thường xuyên chạy tới. Dù sao gã cũng là đệ tử tiêu giao cung, có chức trách cần phải thực hiện. Nụ cười của ô thiếu hoan có phần quỷ dị, triệu tiên sinh chờ đó, người sẽ tới ngay thôi. Không lâu đâu, rất nhanh, triệu đăng huyền hít sâu một hơi, gặp mặt ở lưu tiên tông có gì không tốt hay sao? vì sao phải dẫn ta tới căn nhà hoang vắng ở nông thôn thế này? Ô thiếu hoan than thở, có một số việc không nên để quá nhiều người biết. Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho triệu tiên sinh thôi, chờ lát nữa ngài sẽ biết rõ. Triệu Đăng huyền cao mày, khó hiểu các ngươi rốt cuộc đang dở trò gì. Dứt lời, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, đồng kim hoàn xuất hiện ở ngoài cửa, hai vợ chồng nhìn nhau. Triệu Đăng Huyền phát hiện Đồng Kim Hoàn biến hóa rất nhiều, thân thể dường như đẫy đà hơn, da rẻ trắng mềm hơn, thiếu đi mấy phần mùi vị tu sĩ mà lại thêm ra chút phong tình của phụ nữ có chồng. Nhìn thấy vợ mình khỏe mạnh, Triệu Đăng Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đồng Kim Hoàn cắn môi chậm rãi đi vào trong nhà. Triệu tiên sinh, người xem, ta nói không sai chứ. Được rồi, cử biệt thắng tân hôn, ta không quấy rầy hai vị ân ái. Ô thiếu hoàn rũ du cánh tay cụt coi như thể hiện kinh ý, sau đó xoay người rời đi. Một tay ông ta phát lên, gió nổi, cửa viện tự đóng. Không còn người ngoài, Đồng Kim Hoàn như chim lao đầu vào vòng ôm ấp của Triệu Đăng Huyền, rủ gì nói Triệu Lang. Triệu Đăng Huyền ôm lấy nàng ta, đầu chạm nhau, an ủi một phen rồi chậm rãi đẩy nàng ta ra, hiếu kỳ nói. Làm sao ta cảm thấy tông môn của nàng là lạ, chúng ta gặp nhau ở tông môn của nàng không được hay sao? Tại sao muốn chúng ta gặp ở chỗ chết tiệt này? Đồng Kim Hoàn có vẻ khổ sở, thiếp đã rời tông môn một thời gian rồi. Triệu Đăng Huyền kinh ngạc, rời tông môn, nàng đi đâu? đồng kim hoàn lắc đầu thiếp cũng không biết thiếp ở đâu chỉ biết mình ở trên một ngọn núi trông coi rất nghiêm trông coi triệu đăng huyền nghiêm nghị hỏi chuyện gì vậy đồng kim hoàn nhìn chung quanh nơi này không tiện nói vào nhà đi nắm tay triệu đăng huyền vào nhà đóng kín cửa sau đó nàng ta kiểm tra mỗi góc phòng còn nhìn ra ngoài cửa kiểm tra hành động này của nàng ta khiến triệu đăng huyền nghi ngờ gã tới cạnh nàng ta xoay vai nàng ta sang đối diện kim hoàn nói cho ta, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đồng Kim Hoàn muốn nói lại thôi, cuối cùng viền mắt đỏ hoe, lệ rơi lã trã. Giọt nước mắt chảy dài trên gò mã, lặng lẽ rơi xuống. Triệu Đăng Huyền càng mình, lắc bả vai nàng ta. Xảy ra chuyện gì, nàng nói đi. Đồng Kim Hoàn lắc lắc đầu, kéo một tay gã đang đặt trên vai mình xuống, lướt qua ngực. Khi vuốt đến phần bụng nàng ta, Triệu Đăng Huyền bỗng nhiên chấn động, chậm rãi cúi đầu nhìn gã thấy bụng dưới của đồng kim hoàn đã nhô lên một chút. Bàn tay của gã nằm ngay trên phần bụng nhô ra của nàng ta. Triệu đăng huyền thở gấp, đột nhiên giật tay ra như bị rắn cắn. Gã lảo đảo lùi ra mấy bước, run giọng nói, nàng mang bầu. Đồng kim hoàn dương dương gật đầu. Hơn bốn tháng, triệu đăng huyền giống như nằm mơ. Gã tính toán một chút, chẳng phải sau từ lần đầu gặp gỡ. Sau khi phản ứng lại, gã cuống lên, kim hoàn, nàng có điên không? Ta chẳng phải đã nói với nàng rồi sao? tình huống chúng ta bây giờ không thích hợp không thích hợp có con nếu ta làm bừa như thế nàng bảo ta làm sao trở về nói với sư môn còn nữa chẳng may đứa con tương lai không thích hợp tu luyện chúng ta có năng lực bảo vệ chu toàn cho chúng không chờ thân phận địa vị của chúng ta nâng lên một tầng nữa có năng lực chăm sóc cho chúng rồi có con cũng không muộn mà xin lỗi xin lỗi là thiếp sai lầm đều là do thiếp sai lầm đồng kim hoàn liên tục lắc đầu xin lỗi thấy nàng rơi nước mắt như mưa dáng vẻ thương tâm, triệu đăng huyền mềm lòng, lại tiến lên ôm nàng, than thở. Thôi quên đi, đã có rồi thì cùng nhau đối mặt. Cùng lắm ta sẽ bị sư môn trách mắng một trận, nếu thực sự không được, chúng ta cũng không cần nhớ tới tiền đồ nữa, bình thường sống qua ngày cũng không có gì không tốt. Gã nói nhẹ nhàng, nhưng quả là bất đắc dĩ, sống trong môn phái phải đứng dưới người ta, phải xem sắc mặt người ta mà sống, nào có cái gì dễ chịu. Dứt lời, gã đẩy nàng ta ra, kéo tay dẫn đi. Đi, Chúng ta tìm Phí Trường Lưu, lần này dù thế nào ta cũng phải mang nàng về tiêu giao cung. Đồng Kim Hoàn kéo gã lại, lắc đầu, nước nở nói: "Vô dụng, trưởng môn sẽ không đồng ý, ông ấy không đồng ý, thiếp không đi được, con chưa sinh ra, thiếp cũng không đi được. Bọn họ trông chừng thiếp rất gắt gao." Triệu Đăng Huyền giật mình, "Kim Hoàn, vậy là sao?" Đồng Kim Hoàn nước nở nói: "Có bầu đứa bé này chính là ý của tông môn, trước đó họ đã nhiều lần khuyên thiếp, thiếp tin bọn họ." cho rằng hai chúng ta cách biệt về thân phận và địa vị, lại không cùng môn phái, có đứa bé mới có thể thực sự giữ chân chàng. Chờ thiếp có bầu thật, họ đột nhiên giấu tin tức nội bộ, cũng bí mật rời thiếp ra nghiêm khắc canh giữ. Họ nói làm vậy là để dễ dàng cho thiếp dưỡng thai. Nhưng sau đó, thiếp nhận ra điều không ổn, căn bản không phải điều mà họ nói. Sau đó thiếp làm loạn, muốn được đi gặp chàng, hy vọng cho chàng biết tin vui. Họ không chịu, sau đó sư phụ đến, sư phụ khuyên thiếp bỏ suy nghĩ này đi nói rằng nếu thiếp muốn con khỏe mạnh thì đàng hoàng chấp nhận theo sắp xếp chuyện gì cũng sẽ không có hơn nữa sau này tông môn sẽ chăm sóc tốt cho con và thiếp sư phụ cảnh cáo thiếp không được làm loạn không được để cho con trong bụng xảy ra chuyện nếu đứa bé có bề gì thiếp cũng không sống nổi triệu đăng huyền cả kinh nói tại sao đồng kim hoàn khóc phước thiết nói lúc đó thiếp cũng muốn biết tại sao cũng hỏi sư phụ như vậy sư phụ rất bất đắc dĩ nói rằng người cũng không có cách nào tông môn cũng hết cách rồi tông môn cũng không muốn đối xử với đệ tử bổn môn như thế nhưng không thể từ chối sư phụ nói đạo gia đã nói đường chính là do thiếp chọn nghiêu hữu đạo triệu đăng huyền thất thanh nói hắn muốn làm gì đồng kim hoàn lệ rơi đầy mặt triệu lang chàng còn chưa hiểu rõ sao thiếp sai rồi thiếp thật sự sai rồi tội thiếp đáng muôn chết trong bí cảnh thiên đô thiếp không nên phản bội đạo gia đây là báo ứng của thiếp, là sự trừng phạt của đạo gia cho thiếp. Đó là sự trừng phạt cho cả chàng, thiếp và con. Hắn không buông tha một ai, ngay cả con cái của chúng ta cũng không được tha. Đáng thương cho con của thiếp, nàng ta vỗ bụng, khóc lóc thảm thiết, triệu đăng huyền run lên, cảm thấy thoát lực, hai mắt trừng lên như muốn nứt ra. Như hiểu đạo, tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, chương 1472, theo dõi một. Cuối cùng, vợ chồng hai người, một người khóc lóc không ngừng, một người ngơ ngác không nói gì. Sau một lúc lâu, Triệu Đăng Huyền phục hồi tinh thần nhìn chung quanh, thấp giọng nói, đi, đi lặng lẽ, chúng ta bỏ chạy. Đồng Kim Hoàn lắc đầu, chạy, có thể chạy đi đâu, đạo gia thật đáng sợ, thế lực của hắn quá khổng lồ. Hắn đã là trưởng lão của tử Kim Động, trong tay nắm quyền lực to lớn cả giới tu hành lẫn thế tục. Bây giờ tiêu giao cung và Linh Kiếm Sơn cũng phải nhìn sắc mặt tử Kim Động. Cho dù chúng ta bỏ chạy tới tiêu giao cung, thiếp vừa bỏ chạy lập tức sẽ thành kẻ phản bội Lưu Tiên Tông chân chính. Một khi tử kim động tạo áp lực, tiêu giao cung có thể chống đỡ cho tên phản bội như thiếp sao? Môn phái nào sẽ bảo vệ kẻ phản bội không có giá trị lợi dụng như thiếp? Ở trong mắt nàng ta, như hữu đạo chính là một nhân vật khủng bố mà nàng ta không cách nào ngước nhìn. Triệu Đăng Huyền, nàng yên tâm, chúng ta là phu thê, kim hoàn, nàng nghe ta nói, ta sẽ không bỏ rơi nàng, nếu quá lắm, chúng ta không về tiêu giao cung nữa trời đất bao la ta không tin không có chỗ cho chúng ta ẩn thân đồng kim hoàn nước nở nói triệu lang vô dụng thiếp đã to bụng rất dễ thấy thế lực của nghiêu hữu đạo quá khổng lồ một khi hắn phát động lực lượng truy sát từ giới tu hành đến lực lượng thế tục sẽ tìm kiếm chúng ta khắp nơi ngay cả đám yêu ma hải ngoại kia còn là người của hắn chúng ta có thể trốn đi đâu có thể trốn cả đời không cho dù chúng ta trốn được con của chúng ta cũng phải trốn theo chúng ta cả đời sao chàng không trở về tiêu giao cung cũng sẽ trở thành kẻ phản bội tiêu giao cung tiêu giao cung cũng sẽ không bỏ qua cho chàng triệu đăng huyền đau buồn nói nếu tiêu giao cung không giữ được cả vợ ta ta có mấy lời gã không dám nói ra kim hoàn nàng nghe ta sự việc không đáng sợ như nàng nghĩ nghiêu hữu đạo đã đi thánh cảnh đang rèn luyện hiện giờ hắn sẽ không để ý tới chúng ta đồng kim hoàn ngẩn ra nàng ta bị lưu tiên tông bí mật thu xếp không tiếp xúc được với tin tức bên ngoài nhiều chuyện đều không biết gì triệu đăng huyền bôn ba dọc đường xa xôi tới đây vẫn không biết chuyện xảy ra trong giới tu hành mấy ngày nay không nghe thấy tin tức nghiêu hữu đạo trở về từ thánh cảnh việc này không nên chậm trễ đi triệu đăng huyền kéo nàng ta hai người quyết định thoát đi chui ra từ cửa sổ trước phòng bếp nhắm hướng núi rừng bỏ chạy nhưng họ chưa chạy được bao xa một con phi cầm lớn đã xẹt qua bầu trời một bóng người từ trên không rơi xuống chặn trước mặt họ người đến vô cảm xoay sang nhìn chính là trưởng môn lưu tiên tông phí trương lưu đích thân tới. Đồng kim hoàn sợ đến run lẩy bẩy, đệ tử trong môn luôn có sự sợ hãi trước uy nghiêm của trưởng môn. Sau đó, chung quanh có người vây quanh, bao vây hai người lại. Sư phụ của đồng kim hoàn cũng lộ diện, bi phẫn nói, nghịch đồ, người muốn làm gì? Thật sự muốn phản bội sư môn hay sao? Phí trường lưu lạnh lùng nói, vợ chồng hai người ra ngoài đi dạo thôi, không nghiêm trọng như người nói. Có điều, núi rừng hoang vắng không an toàn lắm, đừng nên chạy loạn. Kết quả cuối cùng, vợ chồng hai người chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Triệu Đăng Huyền không thể dẫn một người phụ nữ bụng mang dạ trở giết ra khỏi vòng vây. Sau khi mang người đi, ô thiếu hoan tới cạnh phí trường lưu. Trường môn, đạo gia thực sự là tài tình, ngay cả nơi như thánh cảnh mà nói ra là ra. Chúng ta có nên nhân cơ hội này đi thăm hỏi một phen. Giao lưu nhiều một chút cũng tốt, phí trường lưu gật đầu, vị đạo gia này của chúng ta quả thực không phải người thường lưu tiên tông ta lúc đó chỉ là bất đắc dĩ mới lựa chọn nhưng lại đi vào con đường đúng chuẩn bị một chút đi chúng ta đã làm tốt chuyện hắn dặn cũng nên cho hắn biết vâng ô thiếu hoan cười đáp hai người còn không biết nghiêu hữu đạo lại bị tóm về thánh cảnh vấn đề này đều bị phiêu miếu các và tử kim động ém nhẹm người của giới tu hành đại khái chỉ biết rằng nghiêu hữu đạo đã ra không không biết nghiêu hữu đạo đã quay lại có người vác gậy đánh huyền ương hai vợ chồng không thể không tách ra nói là gậy đánh huyền ương cũng hơi quá không thực sự chia rẽ hai người chỉ là để hai người tạm thời tạm biệt đồng kim hoàn bị người của lưu tiên tông mang đi còn mang đi đâu thì triệu đăng huyền không biết lưu tiên tông cũng liên tục an ủi triệu đăng huyền biểu thị sẽ không có bất cứ vấn đề gì chỉ vì suy nghĩ cho đồng kim hoàn sợ triệu đăng huyền vứt bỏ đồng kim hoàn nên mới muốn đồng kim hoàn sinh ra đứa bé này sau này lưu tiên tông sẽ suy xét để cho đồng kim hoàn đi với gã về tiêu giao cung thế nhưng họ không hy vọng Triệu Đăng Huyền lộ việc này ra bên ngoài. Đương nhiên, Triệu Đăng Huyền cũng có thể vì tiền đồ của mình mà bỏ rơi đồng kim hoàn, còn về đứa con, Lưu Tiên Tông sẽ cố gắng nuôi giúp gã. Có lẽ Triệu Đăng Huyền có thể bẩm báo với Tông Môn, nhưng tiêu giao cung có đứng ra cũng vô dụng. Lưu Tiên Tông xử lý đệ tử bổn môn theo môn quy, chẳng ai nói được cái gì. Lưu Tiên Tông có thể cân nhắc khiến Đồng Kim Hoàn một xác hai mạng, cũng có thể để cho Đồng Kim Hoàn tương lai ôm con xuất hiện. Triệu Đăng Huyền có thể lựa chọn không nhận tình thân, nhưng Lưu Tiên Tông nhất định sẽ làm cho danh dự của Triệu Đăng Huyền trở nên thối hoắc, triệt để phá hủy tiền đồ của gã ở tiêu giao cung. Nói chung chỉ có một câu thôi, là tạm thời không hy vọng chuyện Đồng Kim Hoàn mang bầu để tiêu giao cung biết. Còn về Đồng Kim Hoàn, Lưu Tiên Tông vẫn giữ câu nói kia, cố gắng dưỡng thai, an tâm sinh con ra. Nếu không nghĩ xuôi được mà để con trong bụng xảy ra chuyện, Đồng Kim Hoàn cũng không sống nổi. Cuối cùng, Triệu Đăng Huyền một mình quay về, trong lòng bi thương và giận dữ mà không chỗ phát tiết, không biết chửi bới Nghiêu Hữu Đạo bao nhiêu lần. Bên ngoài có người chửi bới, Nghiêu Hữu Đạo không biết. Hắn vẫn đang ngồi bên đống lửa, nâng bản đồ lên xem xét. Nhân viên các phái cơ bản đều khoanh chân ngồi xung quanh, tĩnh tọa điều hòa hơi thở. Nghiêu Hữu Đạo không quan tâm chuyện bị kẻ khác chửi rủa làm hỏng danh tiếng. Giống như hắn đã nói, từ lâu hắn đã không còn phân biệt bản thân là đen hay trắng nữa. Hắn cao mày trầm tư dưới ánh lửa chợt có cơn gió hưu quạnh nhấc lên góc áo của hắn. Vẻ mặt suy tư của Ngưu Hữu Đạo không thay đổi, Kha Định Kiệt đang trực nên rất cảnh giác, lập tức nhận ra dị thường. Y ngồi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo thầm nói, "Trưởng lão, phía sau bên dưới cây đại thụ kia." Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy thân cây to lớn kia, cũng nhìn thấy vật bên dưới thân cây. Đó là con hồ ly đen, giống con mà ban ngày hắn đã nhìn thấy. Nó có vẻ lén lén lút lút, giống như đang nhìn trộm bọn họ. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng, chứng tỏ đã biết, rồi quay đầu lại tiếp tục xem bản đồ trong tay. Kha Định Kiệt thấp giọng nói, trưởng lão, có nên để họ. Y ra hiệu về phía người của các phái khác, ý là nếu ngươi không muốn ra tay thì có thể báo cho người khác. Không cần nhiều chuyện, Ngưu Hữu Đạo bình thản nói. Thấy thái độ của hắn, Kha Định Kiệt đành phải thôi, tiếp tục đề phòng khả năng yêu hồ đánh lén. Trời chưa sáng, Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa chợt mở mắt ra nhìn sắc trời, chậm rãi đứng dậy, chống kiếm đứng. Dưới bầu trời tối tăm, bóng đen lắc lư theo ánh lửa. Hắn lại quay xác, con yêu hồ đen kia đã đi đâu mất. Trưởng lão, tần quan và kha định kia thay phiên cảnh giới xung quanh bị kinh động. Một người đứng dậy, một người đi tới, không biết hắn có chuyện gì. Đi theo ta, Nghiêu Hữu Đạo nói, tần quan hỏi, đi đâu? Nghiêu Hữu Đạo không trả lời, đi về phía Tây Hải, tới chỗ Phù Hoa. Phù Hoa đang ngồi cũng mở mắt, nhìn sắc trời một chút, không biết hắn tới đây làm gì. Nàng ta đứng dậy hỏi, chuyện gì vậy? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu, dẫn nàng ta sang bên, nhìn về phía Côn Lâm Thụ, dặn: "Đại tỷ, phiền tỷ tốn tâm sức một chút, cố gắng bảo vệ y giúp ta." Chương 1473, theo dõi hai. Phù Hoa chế nhạo, bảo ta bảo vệ y, lúc đưa hắn cho ta chẳng phải ngươi nói là để y bảo vệ người phụ nữ như ta sao? Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, đại tỷ không phải loại phụ nữ mưu mô đó. Phù Hoa, không đùa cợt với ngươi nữa, ta hỏi ngươi, Bên ngoài có tin đồn rằng y đi từ Kim động khiêu chiến ngươi, dùng thân đánh cược, kết quả thua trên tay ngươi rồi thành nô bộc cho ngươi. Điều đó có phải thật hay không? Việc này bây giờ đã không phải bí mật gì, đương nhiên Thiên Hỏa giáo sẽ không chủ động kể ra sự việc mất mặt như vậy. Điều then chốt là không thể cấm được cái miệng của người bên Tử Kim động. Tử Kim động muốn dọa dẫm Thiên Hỏa giáo mò lợi ích, kết quả Thiên Hỏa giáo không theo. Tử Kim động không mò được lợi ích đương nhiên phải thả tin ra để Thiên Hỏa giáo được đẹp mặt nghiêu hữu đạo gật đầu đúng là có chuyện như vậy phù hoa dường như vẫn nghi ngờ người thật sự đánh bại y nàng ta hỏi câu này là vì hai ngày nay đã tận mắt chứng kiến trình độ của côn lâm thụ không hề tầm thường thuật ngự hỏa của y vô cùng mạnh mẽ chỉ cần lại yêu hồ bị y gặp được thì hầu như không thể chạy thoát dù trốn vào đầm lầy hình như cũng vô dụng chỉ cần côn lâm thụ thi pháp dưới đáy đầm lầy cũng có thể bốc lên lửa lập tức ép cho yêu hồ chạy ra vì truy sát hung hăng như vậy nên cả nhóm không tránh được chuyện chúng phải cạm bẫy của yêu hồ. Một lần, trong đầm lầy nhô ra hàng nghìn cây xúc tu đen ngòm, côn lâm thụ ngự hỏa kiếm như mưa, chém cho hàng nghìn xúc tu kia rơi ảo ảo. Yêu hồ nương nhờ hàng nghìn xúc tu đó để trốn tránh mà không được. Cả một vùng đầm lầy lớn hầu như bị đốt cháy. Ngày đó, hỏa kiếm như mưa bão, khi thế ảo ạt quét ngang tất cả thực sự kinh người, có phần dọa cho phù hoa kinh hãi. Nàng ta đánh giá, nếu thật sự đối chiến e rằng nàng ta không hẳn đã là đối thủ của côn lâm thụ đặc biệt là công pháp thuộc tính hỏa của côn lâm thụ có khả năng khắc chế nàng ta côn lâm thụ có thực lực mãnh liệt như vậy khiến nàng ta nghi ngờ tính thật giả của lời đồn nghiêu hữu đạo thật sự có thể đánh thắng côn lâm thụ nghiêu hữu đạo cười nhạt qua loa nói may mắn thôi sau một phen chuyện trò nghiêu hữu đạo rời đi tuy vậy những người xung quanh không phải vật trang trí cả đám người trông như đang nhắm mắt ngồi bất động thực ra đều đã nhận ra động thái của Ngưu Hữu Đạo từ đầu. Huống hồ, Ngưu Hữu Đạo đi lại không hề giấu giếm. Mọi người đều lặng lẽ lưu tâm, thấy Ngưu Hữu Đạo muốn đi, Triều kính bỗng cất tiếng, như trưởng lão, ngài muốn đi đâu. Ông ta đứng dậy, các trưởng lão phái khác cũng lục tục mở mắt đứng dậy, đi tới. Tới gần, Triều kính hỏi lại, như trưởng lão, chỉ một hai canh giờ nữa là tới hừng đông, trời bây giờ vẫn tối đen, sao phải suốt ruột rời đi. Như hiểu đạo, chính là vì còn một đến 2 giờ nữa tới hừng đông, ta mới phải rời đi. Ta đi chỗ nhân viên phiêu miếu các một chuyến, nếu đi trễ, họ sẽ bỏ đi tứ tán. Ta không biết địa điểm đặt chân tiếp theo của họ, muốn tìm sẽ lại phiền phức. Trầm nhất độ khó hiểu, người chạy đi tìm bọn họ làm gì. Như hiểu đạo, hiệu suất săn giết của chúng ta hiện nay không cao. Nếu còn tiếp tục như bây giờ, quả thực không phải là biện pháp. Ta đi quan sát một chút xem họ săn yêu hồ thế nào, hoặc là ta tiếp xúc với họ một chút xem có thể xin chút kinh nghiệm về hay không chiều kính nếu như thế không bằng mọi người cùng nhau đi có thể hỗ trợ lẫn nhau như hữu đạo hai bên hiện tại đang là quan hệ cạnh tranh người cảm thấy mọi người tụ tập chạy tới đó có ổn không không nên đi nhiều người tới đó ta đi vì ta tự có tính toán ít người có chỗ tốt của ít người mọi người nghĩ lại thấy cũng phải chỉ là nói gì đi nữa việc tới chỗ phiêu miếu các hỏi kinh nghiệm vẫn làm mọi người có cảm giác vô căn cứ cũng không biết vị này có cách gì. Triều kính do dự một chút nói cũng được, tối nay gặp lại sẽ nghe ngươi nói xem tình huống thế nào. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, tối nay sợ là không có cách nào tụ tập với các vị. Mấy ngày nay e rằng ta chưa chắc đã được nhàn rỗi. Nếu ta đi tới đó, chỉ cần có thể ở lại cạnh họ thì ta đương nhiên phải quan sát một thời gian. Có lẽ ta cần 10 ngày nửa tháng cũng không chừng, nếu đêm nay ta có thể trở về, tất nhiên ta sẽ chạy tới địa điểm tập kết tiếp theo. Nếu ta không về được, các vị tiếp tục kế hoạch săn bắn bên phù hoa ta đã để lại một địa điểm gặp mặt đến lúc đó chúng ta tập kết ở đó mọi người nhìn về phía phù hoa phù hoa vung vẩy một quyển sách nhỏ trong tay gật đầu xác nhận chuyện đã định nghiêu hữu đạo dẫn hai người tần kha rời đi dù mọi người lòng mang nghi ngờ nhưng nghiêu hữu đạo cố ý như vậy bọn họ bây giờ lại đang cầu cạnh nghiêu hữu đạo nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất trong bóng tối vừa rời đi khu vực núi rừng phân biệt phương hướng một chút ba người như hữu đạo cấp tốc phóng vút đi đầm lầy dưới bầu trời sao mịt mùng phiêu lãng ba bóng người bay nhảy lên lên xuống xuống ba người chạy đi từ tối cho đến lúc trời tờ mờ sáng cuối cùng cũng tới một khu vực núi rừng khác liên tục bay lượn một hai giờ cũng tiêu hao pháp lực không nhỏ nghiêu hữu đạo tạm chưa tới gần mà tìm kiếm một nơi kín đáo khôi phục pháp lực hắn hạ lệnh thay phiên quan sát động thái ở chỗ cần đến tần quan hiếu kỳ trưởng lão ngài nói là tiếp xúc với họ mà y muốn hỏi là đã tìm được người rồi lại lén lén lút lút ở đây là muốn làm gì? Ít hỏi, nhìn nhiều, Nghiêu hữu đạo đáp, hai người đành đè nén nghi vấn trong lòng, tiếp tục ẩn náu. Mãi đến tận khi sắc trời sáng bừng, từ trong vùng núi rừng phía trước có nhóm người phiêu miếu các đi ra, hai người một tổ, xếp hình quả tiến về phía trước. Nghiêu hữu đạo nhìn chăm chú một lúc, chờ nhân viên phiêu miếu các tản ra hết, không nhìn thấy đối phương, hắn mới quay đầu lại nói. Nơi này có rất nhiều vùng trống trải, dễ bị phát hiện hầu tử có dạy các người phải làm gì để lần theo dấu vào thời điểm thế này chứ đã dậy hai người nhìn quần áo màu đỏ rất bắt mắt trên người rồi lập tức lăn vào bùn lầy đảo mắt đã hóa thành hai bức tượng đất nghiêu hữu đạo cũng thế sau đó ba bộ tượng đất nhắm hướng một nhóm người rồi đuổi theo đuổi theo chưa tới nửa giờ đã có tiếng tranh đấu xuất hiện ba người tới gần rồi cấp tốc nằm nhoài xuống bùn đất phóng mắt nhìn ra xa họ mơ hồ nhìn thấy hai nhân viên phiêu miếu các đang săn yêu hồ Ngưu Hữu Đạo giơ tay chỉ bên trái và bên phải, dùng dấu tay ra hiệu, sau đó chỉ về phía mục tiêu. Hai người hiểu, chính là dấu tay mà Viên Cương đã dạy họ, ý là bảo họ đi sang hai bên mục tiêu để kiểm tra. Họ gật đầu rồi cấp tốc chia ra chạy sang hai bên mục tiêu. Mục tiêu đã săn được một con yêu hồ, tiếp tục tiến tới. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, lén lút đi theo đằng xa. Dọc đường đi, hắn kết cỏ để lại dấu vết, lần này đi mất không ít thời gian. Đợi đến lúc mục tiêu đáp xuống một vùng núi để nghỉ ngơi, như hữu đạo cũng dừng lại ẩn núp. Hắn nằm ngoài trong bùn lầy, chờ một lúc, tần quan và Kha Định Kiệt lần mò tới, báo rằng trong phạm vi mấy dặm quanh đây không có người. Đi, tới gặp họ, như hữu đạo dứt lời liền bật dậy, người đang trên không, hắn thi pháp chấn động cho nước bùn văng ra, trở về hình dáng ban đầu. Hai người tần, Kha không biết hắn muốn gì, nhưng cũng hiện thân, dùng pháp thuật làm sạch người, rồi cùng bay về phía vùng núi kia. Ba người vừa đáp xuống khu vực kia đã lập tức kinh động nhân viên phiêu miếu các, bên kia quát người nào. Vừa quyết định xuất hiện, Nghiêu Hữu Đạo không có ý định trốn tránh gì nữa. Song Phương vừa thấy mặt, Nghiêu Hữu Đạo bay thẳng đến chỗ hai nhân viên phiêu miếu các. Hai người kia có thể không nhớ hết mọi người trong chuyến rèn luyện, nhưng có ấn tượng sâu sắc đối với Nghiêu Hữu Đạo. Chương 1474, Nghiêu trưởng lão điên rồi. Một người trong đó thấy là Nghiêu Hữu Đạo lập tức ngạc nhiên thốt lên, "Nghiêu Hữu Đạo, nghiêu hữu đạo không phải là hắn được la phương phỉ đưa ra khỏi thánh cảnh rồi sao người còn lại hỏi người này chỉ nghe tên nghiêu hữu đạo lại chỉ lâm thời được điều tới săn yêu hồ chưa từng gặp nghiêu hữu đạo phiêu miếu các có bao nhiêu người không phải ai cũng từng gặp nghiêu hữu đạo trên thực tế đại đa số họ chưa gặp hắn bao giờ bây giờ nghiêu hữu đạo gặp phải một người biết hắn đã là khá nghiêu hữu đạo cũng hơi bất ngờ là có người nhận ra mình hắn lại không nhớ ra được vị kia đã từng gặp mặt ở đâu nhưng nếu đã quen biết thì cũng bất việc, hắn đi với, nâng kiếm chắp tay chào Chính là Ngưu Mỗ, Ngưu Mỗ trên đường truy tìm yêu hồ, đang muốn nghỉ chân, không ngờ tình cờ gặp được hai vị cao hiền của phiêu miếu các. Người biết Ngưu Hữu Đạo nhìn trang phục của hai người tần, kha, rồi nhìn cách ăn mặc của Ngưu Hữu Đạo, y chỉ mặt Ngưu Hữu Đạo quát mắng. Làm can, ai cho người đổi y phục trên người, sau khi xác nhận thân phận người tới, khí thế tự ngạo vì thân phận phiêu miếu các của hai người lập tức tỏa ra kiếm trong tay như hữu đạo chọc xuống đất, cắm chặt vào. Hắn không đáp lời, thân hình loáng lên một cái như mũi tên rời cung bắn về phía hai người kia. Hai người kinh hãi, chờ tay không kịp, chỉ đành vung tay lên giáng trả. Thừa dịp gấp rút, như hữu đạo không tránh né, tùy tiện cho hai người kia vung trưởng đánh trúng người hắn. Tư thế đánh tới của hắn không bị kìm lại, song trưởng của hắn cùng khảm lên ngực hai người kia. Đùng đùng, hai bóng người song song bay ngược ra sau, miệng phun máu hai người bị đánh bay có cảm giác như nằm mơ, không thể ngờ được như hữu đạo lại dám ra tay với bọn họ. Có thể nói họ không có một chút phòng bị nào trước tập kích. Tần quan và kha định kiệt sửng sốt đời người. Cho dù họ có nằm mơ, cho rằng mình nhìn lầm, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hiện thực. Như trưởng lão, như trưởng lão lại tập kích người của phiêu miếu các. Bất kể hai người bị đánh hay hai người đang kinh ngạc sững người, không có ai dám tưởng tượng sự việc trước mắt. Như hữu đạo chưa ngừng thế tấn công ao một tiếng tiếp tục truy sát tới hai người kia hai người lảo đảo đáp xuống đất phân sang hai bên tránh ra nghiêu hữu đạo lắc mình bám theo một người người kia vội vàng vung tay đánh lại thực sự là hai người này không hề có cơ hội lấy hơi chống trả từ sau khi nghiêu hữu đạo tập kích ngay cả thời gian rút kiếm cũng không kịp vội vàng dùng hết tu vi đánh vội một quyền nghiêu hữu đạo lãnh khốc tung trưởng đón đánh uyên quần sao sao lưng hắn bay phần phật người công kích lần này rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác đó một quyền toàn lực của người đó đối đầu với quyền của Nưu Hữu Đạo mà không có cảm giác xuất lực, ngược lại bị một lực lượng cuồng mãnh kéo tới. Cánh tay vang lên tiếng rắc rắc, xương cánh tay đã đứt thành mấy đoạn. Thân thể người nọ bị Nưu Hữu Đạo kéo về phía hắn rồi cho một đạp bay ra sau. Sau lưng người này trúng một đòn nghiêm trọng, đụng gãy ngang một cây đại thụ, sau đó lăn lộn trên mặt đất thở dốc, đã trọng thương khó mà cử động. Nưu Hữu Đạo đạp bay đối thủ xong lập tức mượn lực lao đi. Trong nháy mắt, hắn bay xuyên qua tán cây rừng ra ngoài, truy đuổi về phía người còn lại đang bỏ chạy, hô lên một tiếng. Bắt, lời này nói với ai, còn cần phải nói không? Bắt ai, cần phải nhắc lại không? Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn chằm chằm người đầy máu đang rẫy ruộng trên đất kia, có thể nói là ngơ ngác đứng im tại chỗ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau lưng lạnh toát, ra đầu tê dại, nuốt nước bỏ đánh ực một cái. Bảo chúng ta bắt người của phiêu miếu các, chuyện đùa này quá trớn rồi. Hai người thầm gào lên trong lòng, như trưởng lão điên rồi sao muốn làm gì đây muốn chết cũng không nên chơi như vậy chứ dù thế nào hai người cũng không ngờ được rằng như hữu đạo nhìn chằm chằm vào người của phiêu miếu các là để làm chuyện điên cuồng này lúc trước họ còn tưởng rằng như hữu đạo có ý gì khác ai ngờ vừa gặp mặt người của phiêu miếu các đã tập kích lập tức không thèm nói thêm một câu điên rồi điên rồi như trưởng lão điên rồi hai người nhìn nhau đang hỏi người kia xem nên làm gì hai người nửa bước cũng không dám động không biết nên nghe nghiêu hữu đạo hay không điều quan trọng là chuyện như vậy không dám nghe bừa các ngươi dẫn ta đi các ngươi bị bức ép chỉ cần dẫn ta đi phiêu miếu các tha tội cho các ngươi không chỉ tha tội mà các ngươi còn có công nhanh dẫn ta đi nhân viên phiêu miếu các đang giấy ruộ trên mặt trên mặt đất lên tiếng người này nhận ra là hai người kia không muốn làm chuyện vừa rồi vì thực sự phản ứng của hai người quá rõ ràng liên tiếp chúng đòn nghiêm trọng bây giờ người này bị thương nặng khó có thể nhúc nhích. Người này biết mình không chạy nổi, mà một khi Ngưu Hữu Đạo quay về, sợ là chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng ở hai người kia. Nhưng đã chậm rồi, sau khi bên ngoài cánh rừng vang lên mấy âm thanh nặng nề, Ngưu Hữu Đạo đã bay lượn trở về, trên tay còn sách theo một người khác. Hắn đáp xuống đất, ném người trong tay xuống khiến y rên lên đau đớn. Tần Quan và Kha Định Kiệt sợ hãi giật mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Họ nhìn người mới bị ném trên đất, thân thể đầy bùn đất, Hiển nhiên không thoát được tập kích của Ngưu trưởng lão, bị đánh rơi trong đầm lầy. Hai người chậm rãi dương mắt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi có vài điều có thể nhận ra, từ khí thế hành vi của hai nhân viên phiêu miếu các, hẳn đều là tu sĩ Kim Đan. Lần này nhân viên được phiêu miếu các phái ra chắc hẳn không có ai có tu vi dưới Kim Đan. Nhưng chính là hai người như thế lại bị Ngưu trưởng lão đánh cho không có lực chống đỡ, dễ dàng bị Ngưu trưởng lão hạ gục. Thực lực của Ngưu trưởng lão đến đâu là điều có thể tưởng tượng được. Có thực lực này lại còn chơi đánh lén. Hai người si ngốc, họ không biết rằng Ngưu Hữu Đạo khá thích chơi đánh lén. Nếu có thể giải quyết sự việc nhẹ nhàng, hắn sẽ cố gắng bớt nhiều việc. Vẫn câu nói kia, chém chém giết giết nguy hiểm bao nhiêu, nếu không cần đánh nhau thì bình thường Ngưu Hữu Đạo bình không tự mình ra tay. Ngưu Hữu Đạo đáp xuống đất, lạnh lùng lườm hai người một cái, thấy dáng vẻ sợ hãi của hai người mà không nghe lời hắn, hắn hử lạnh. Nghiêu hữu đạo không tính toán quá nhiều, vì hắn có thể hiểu được sự kinh hãi của hai người. Nghiêu hữu đạo vung tay một cái, hư không nhiếp vật hút kiếm trên mặt đất bay vụt một cái về tay hắn. Người sau bị đánh rơi vào bùn chậm rãi bỏ dậy, thở dốc nói. Nghiêu hữu đạo, lá gan chó của ngươi lớn thật, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nghiêu hữu đạo chống kiếm bước đi, chậm rãi tới trước mặt người nọ. Hắn nhắc kiếm đâm xuống đất, vỏ kiếm chọc vào ngực người kia. Nghiêu hữu đạo chống kiếm vào ngực người kia, ép người khó bỏ dậy, lạnh nhạt nói. Không phải là ta không muốn thay quần áo, là hoàng ban kéo ta từ bên ngoài thánh cảnh về quá vội vàng, chưa kịp thay. Người kia ngã xuống đất, ôm cánh tay cụt vội hỏi. Nếu đã là hiểu lầm thì không đến nỗi, chỉ hiểu lầm thôi, chuyện đã qua rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, chúng ta bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Nghiêu hữu đạo lạnh lùng liếc xéo, ngươi nghĩ nhiều quá, ta đã ra tay rồi, người cảm thấy điều đó có khả năng không người kia cắn răng nói nghiêu hữu đạo bây giờ ngươi quay đầu vẫn kịp bằng không ngươi có thể tưởng tượng hậu quả ra sao nghĩ gì chứ ngày hôm qua ta đã nghĩ cả một buổi tối ngày hôm nay các ngươi rơi vào tay ta coi như là do các ngươi xui xẻo nghiêu hữu đạo coi như không nhìn chung quanh than thở các ngươi yên tâm ta không có ý gì khác chỉ muốn hỏi các ngươi chút chuyện ta hy vọng các ngươi có thể thành thực trả lời Người bị hắn chọc kiếm vì một ngụm máu rồi hỏi, người muốn hỏi cái gì? Trường 1475, xử lý từng người một một. Nghiêu hữu đạo cúi đầu nhìn xuống, các người có biết hết nhân viên phiêu miếu các tham gia lần săn yêu hồ này không? Hỏi chuyện này, người kia thở dốc nói, có biết, căn bản đều biết cả. Nghiêu hữu đạo, vậy thì dễ làm rồi, ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn biết rõ tình huống về những người này. Ta phải biết rõ tình huống trong thánh cảnh, lần này người đến tên gì, bình thường làm gì trong phiêu miếu các, đảm nhiệm chức vụ gì? Ngươi trả lời rõ ràng người mươi cho ta, không được giấu giếm điều gì hết. Chỉ cần trả lời rõ ràng, ta tha mạng cho các ngươi. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, chân chính sợ đến kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc Ngưu trưởng lão muốn làm gì đây? Người dưới chân Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói, "Ngưu Hữu Đạo, dám dò xét việc riêng tư của thánh cảnh và phiêu miếu các, người có biết kết cục thế nào không?" Ngưu Hữu Đạo không đổi sắc nói, Kết cục gì đó thì cũng là kết cục của ta, là phúc thì ta hưởng, là tội thì ta chịu, không khiến các ngươi nhọc lòng. Nghe kỹ đây cho ta, nói ra, các ngươi còn đường sống, không nói, ta làm thịt các ngươi rồi tìm người khác. Bao nhiêu người đến đây, ta nghĩ rằng sẽ có kẻ mở miệng. Người cụt tay bi vẫn nói, chúng ta nói rồi, sao người có thể để lại người sống? Như hữu đạo, ta không phải kẻ không biết đạo lý. Cho các ngươi chút thời gian suy nghĩ, nghĩ thật kỹ rồi nói cho ta. Dứt lời, Nghiêu Hữu Đạo buông kiếm, có điều, hắn liên tục búng tay bắn ra vài luồng kình phong chúng từng ngươi, khiến hai người kia không cách nào cử động. Họ không chạy được, làm vậy là chỉ không muốn hai người tụ lại thương lượng đối sách. Nghiêu Hữu Đạo xoay người đi, hắn đi sượt qua hai người Tần Quan và Kha Định Kiệt, tới chỗ cách hai người không xa thì dừng bước, lạnh nhạt nói: "Tông môn phái hai người tới đây đã từng bảo các ngươi phải phối hợp với ta." Các người phối hợp như thế đó hả? Hai người nhìn nhau một chút rồi xoay người, đi tới sau lưng Nhiêu Hữu Đạo. Tần quan sốt sáng nói, trưởng lão, chúng ta không chọc nổi phiêu miếu các, sẽ gây phiền toái cho tông môn. Ồ, oh, Nhiêu Hữu Đạo chống kiếm xoay người, nhìn hai người rồi hỏi ngược lại. Phiền phức ở đâu, tần quan, trưởng lão, khi phiêu miếu các phát hiện thiếu người nhất định sẽ tra xét. Người khác đã biết chúng ta đi tìm người của phiêu miếu các, việc này không thể tách rời quan hệ. Nhiêu Hữu Đạo, thối lắm. Ở đây căn bản không nằm trong phạm vi khống chế của cửu thánh, ai mà biết chém chém giết giết thiếu hai người thì đã sao hai người của phiêu miếu các chết trong hoang trạch tử địa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên các ngươi không nói ta không nói ai có thể nghĩ là do chúng ta làm yêu hồ gây ra không được hay sao phiền phức ta thấy phiền phức ở trong đầu các ngươi thì đúng hơn tỉnh lại một chút đi đá phiền phức ra khỏi đầu phiền phức tự nhiên không còn nữa kha định kiệt rất sợ sệt nói như trưởng lão rốt cuộc ngài muốn làm gì như hữu đạo muốn làm gì Ta vừa mới nói với họ rồi, người không nghe thấy. Kha Định Kiệt đệ tử nghe được, nhưng chúng ta không cần phải dò xét việc riêng của Phiêu Miếu Các và Thánh Cảnh. Đang yên đang lành, tại sao phải gây hấn với người của Phiêu Miếu Các? Ngưu Hữu Đạo làm thì cũng làm rồi, còn nói nhảm làm gì? Hiện giờ ta chỉ hỏi các người một câu, vâng theo lệnh Tông môn toàn lực phối hợp với ta, hay làm kẻ phản bội bán ta rồi liên lụy tới toàn bộ Tông môn, tự các người chọn. Chọn. Hai người vô thức nhìn về phía tay Ngưu Hữu Đạo rồi lại nhìn chuôi kiếm trong tay hắn, lập tức thấy 10 ngón tay cầm kiếm của hắn đang nhúc nhích. Hắn bắt bọn họ lựa chọn như thế nào chứ? Ra tay với người của phiêu miếu các, như trưởng lão còn có cái gì không dám làm sao? Vừa nãy, như trưởng lão đã cho bọn họ nhìn thấy thực lực của mình. Lựa chọn không đúng, trong hai người ít nhất sẽ có một người không cách nào còn sống rời đi. Mà bán đứng trưởng lão bổn phái cũng là vấn đề khiến người ta phải giàu dĩ. Không bán đứng, một khi để phiêu miếu các điều tra ra, hậu quả là có thể nghĩ. Đối mặt với vấn đề khó lựa chọn này, tần quan mập mờ suy đoán một câu, chúng ta tuân theo pháp chỉ của tông môn. Nghiêu hữu đạo mỉm cười, chính xác, tất cả các người chỉ là vì tốt cho tông môn mà thôi. Trong lòng hai người tần, kha muốn chửi cha mắng mẹ, ân cần thăm hỏi tổ tông nhà nghiêu hữu đạo. Người làm như vậy là tốt cho tông môn, tông môn dám làm việc này, yên tâm đi, sự việc không nghiêm trọng như người đã nghĩ đâu. Như vừa rồi ta đã nói, nơi này có hai người xảy ra chuyện, phiêu miếu các không tra ra được là ai đâu, như hữu đạo đã nói như vậy, hai người không dám gật bừa, ngoài mặt khúm núm, dài dòng một trận, sau lưng mọi người truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ta nói, hai người tần kha quay đầu lại, như hữu đạo từ giữa hai người bước đến, hai người nhìn nhau một cái, vội vàng đi theo, cả ba đến chỗ hai người bị thương đang nằm dưới đất, phát hiện tình huống của hai người này rất lạ thường, gương mặt của bọn họ tràn ngập sự đau đớn, nửa bên người đỏ như bị lửa thiêu nửa còn lại ngưng kết xương lạnh. Tình huống này khiến cả hai kinh ngạc nhìn nhau thêm lần nữa, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ không biết bên trong cơ thể hai người này đang bị hai luồng nhiệt nóng lạnh dày vò, tư vị đau đớn khó mà hình dung được. Cộng thêm pháp lực bị khống chế, không cách nào thi pháp chống cự, phải dùng chính huyết nhục để chịu đựng. Như hữu đạo hỏi, người đồng ý nói ra, người thân dính đầy bùn đau đớn đáp, ta nói. Nghiêu hữu đạo nhìn về phía người còn lại, còn ngươi thì sao? Người tay cụt run rẩy đáp, ta nói, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Như Hữu Đạo nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, hắn ta đã đồng ý nói, ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi thôi. Ta không ngại nói thẳng, chỉ cần các ngươi bán đứng thánh cảnh và phiêu miếu các, nhược điểm nằm trong tay ta, ta cũng không cần thiết phải giết các ngươi. Các ngươi vẫn còn chỗ hữu dụng đối với ta, hắn nói cũng rất có lý, đã có người đồng ý lên tiếng, mình không nói cũng chỉ có con đường chết. Người tay cụt cắn răng, được, hy vọng ngươi nói lời phải giữ lấy lời ta nói như vậy mới đúng không cần thiết ngay cả bản thân mình cũng không vượt qua được như hữu đạo cúi người nhấn xuống ngực người dính đầy bùn chỉ thấy xương lạnh trên người người này dần dần tan đi làn da đỏ bừng cũng không còn đỏ nữa đau đớn tạm thời hóa giải người kia thở gấp một hơi như chút được gánh nặng sau đó như hữu đạo bước đến bên cạnh một người khác tạm thời hóa giải sự đau đớn của đối phương hắn nhắc nhở ta hỏi cái gì các ngươi đáp cái đó khi so sánh khẩu cung của hai người, nếu có một câu không khớp, ta sẽ tiến hành bộ vị kế tiếp trên người các ngươi, hoặc trực tiếp làm thịt kẻ nói dối, hiểu chưa? Hai người ngã trên mặt đất thở phì phò, không lên tiếng. Nghiêu hữu đạo nhấc kiếm, đâm vào người tay cụt một cái, người đó lập tức bất tỉnh. Nghiêu hữu đạo bước lại chỗ người dính đầy bùn, sau đó quay sang nói với hai người tần, kha, chuẩn bị đổ đi. Ta hỏi, các ngươi ghi lại khẩu cung, hai người không biết tại sao hắn lại muốn mạo hiểm như thế bọn họ cảm thấy không đáng, nhưng đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, đây là chuyện rất quan trọng. Chỉ khi nào nắm giữ được tình huống, hắn mới có được căn cứ tối thiểu để đưa ra phán đoán. Các phái biết rất ít tình huống thánh cảnh và phiêu miếu các. Một tin tức hữu dụng về đối thủ cũng không biết, chẳng khác gì ngay cả tư cách đối mặt cũng không có. Trên người mọi người không có dây bút, không tìm được thứ gì thích hợp để ghi chép khẩu cung. Cuối cùng, dưới sự nhắc nhở của Ngưu Hữu Đạo, bọn họ lột quần áo còn sạch của một người mực thì dùng máu của người kia để ghi. Như hữu đạo phân phó tần quan ghi chép, ra hiệu Kha Định Kiệt đề phòng xung quanh, sau đó mới hỏi người bị thương nằm trên mặt đất, đầu tiên, người hãy nói tên tất cả thành viên phiêu miếu các tham gia săn cáo lần này. chương 1476, xử lý từng người một hai. Trần Biêu, Lư Thiên Quảng, người dính đầy bùn co quắp trên mặt đất, chậm rãi lên tiếng. Nhiều cái tên như vậy, muốn theo thứ tự báo ra, độ khó không nhỏ. Trong khi thuật lại, hắn ta không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Đợi khi báo xong tên, Nhiêu Hiếu Đạo đã có được danh sách mà hắn cần, Trần Biêu làm gì ở phiêu miếu các, chức vụ gì. Hỏi một câu đáp một câu, người dính đầy bùn nhất nhất trả lời hết. Nội dung hơi nhiều, Nhiêu Hiếu Đạo không quên nhắc nhở tần quan chỉ ghi lại những cái quan trọng, không cần phải ghi mấy cái linh tinh. Hiện tại chẳng tìm ra được thứ gì để có thể ghi chép cả. Sau khi hỏi xong, sắc trời cũng đã chạm vạng tối. Bản khẩu cung này có thể phát huy được tác dụng gì, nhiều hữu đạo tạm thời không biết nhưng tối thiểu cũng có được thu hoạch, ít nhất có một người khiến hắn động tâm. Hắn thật sự coi trọng một người trong danh sách này, tên là Ngao Phong. Theo như người kia thuật lại, Ngao Phong xuất thân từ vườn vô lượng, mà vườn vô lượng chính là cấm địa thánh cảnh với rất nhiều quả vô lượng. Quả vô lượng là quả hồ tiên của yêu hồ tộc, nhìn chằm chằm cái tên Ngao Phong trên danh sách, nhiều hữu đạo suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, chúng ta hãy bàn đến tên Ngao Phong này. Vườn vô lượng chính là cấm địa thánh cảnh người đã phái đi trông coi vườn vô lượng tại sao lại chạy đến tham gia tỉ thí lần này người dính đầy bùn đáp có lẽ là không muốn chôn chân ở chỗ đó muốn nhân cơ hội này mà ra ngoài vườn vô lượng chính là cấm địa được thánh tôn coi trọng nhất nhìn thì giống như nhàn hạ nhưng thật ra lại như đang giẫm trên tấm băng mỏng chỉ cần chút sơ sẩy là đầu rơi xuống đất xảy ra vấn đề mặc kệ người nào thân phận gì cũng khó mà thoát khỏi cái chết sau khi tiến vào vườn vô lượng cơ hồ mất hết tự do vì thế không ai muốn đến vườn vô lượng cả. Cuộc tỉ thí lần này, người nào của phiêu miếu các giành được thành tích, nhất định sẽ được trọng dụng. Tâm phúc của chín vị trí tôn ở vườn vô lượng xem như chết cứng ở đó rồi, còn Ngao Phong hẳn là có ý tưởng. Như hữu đạo nhìn tin tức bên dưới Ngao Phong, người của thánh địa vô hư, đồ tôn của thánh tôn đốc vô hư. Người dính đầy bùn nói, đệ tử của Diệp Niệm, mà Diệp Niệm là đồ đệ của đốc vô hư, hẳn là từ quan hệ này mà ra. Như hữu đạo gật đầu, lại hỏi, bên trong vườn vô lượng có bao nhiêu quả vô lượng? Người kia đáp, sinh trưởng không dễ, làm sao mà có nhiều được? Nghe nói trước kia trồng được một khu vực lớn, quả rất nhiều. Về sau đều bị các vị thánh tôn hủy hết, chỉ lưu lại một cây. Trên một cây chỉ mọc 12 quả, cũng chỉ vì một cây này mà chết không biết bao nhiêu người. Nghiêu hữu đạo trầm tư một chút rồi hỏi, ngoại hình của Ngao Phong như thế nào? dáng người cao gầy, mặt trắng không dâu, mắt to. Nói đến đây, Người dính đầy bùn chố mắt, giật mình hỏi, người muốn tìm Ngao Phong. Người tìm y làm gì? Nghe người này hỏi, Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng hãi hùng khiếp phía. Người cao gầy, mặt trắng không dâu, mắt to. Có ba người có tướng mạo như thế này. Như Hữu đạo rút kiếm đâm một cái, người dính đầy bùn lập tức bất tỉnh. Người thức tỉnh gã kia, sau đó xác minh lại những gì tên này nói có đúng không. Như Hữu đạo ném chiếc áo có đầy chữ viết cho Tần Quan, bảo y đi làm. Tần Quan vội vàng làm theo. Ý thức tỉnh gã cổ tay, sau đó chiếu theo phương thức của Ngưu Hữu Đạo mà hỏi qua một lần, xác minh lại tin tức đang có. Một người thẩm vấn, một người phụ trách đề phòng xung quanh. Ngưu Hữu Đạo hai tay chống kiếm, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kha Định Kiệt nhìn thoáng qua phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Sau khi trời tối, Ngưu Hữu Đạo bảo Kha Định Kiệt đốt một đống lửa, thuận tiện cho tần quan làm việc. Kha Định Kiệt lại sợ hãi, nhịn không được mà nhắc nhở trưởng lão một khi người của phiêu miếu các phát hiện thiếu mất hai người, nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Chúng ta đốt lửa, chẳng phải bại lộ mình sao? Như Hữu Đạo nói, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Không có khi nào trời tối mà không thấy người sẽ lập tức tìm kiếm khắp nơi cả, nhất định phải chờ thêm một lát, chờ đến khi xác nhận người đã mất tích thật sự, khi đó mới có khả năng tìm kiếm. Địa điểm gặp mặt kế tiếp của bọn họ cách đây rất xa. Chờ bọn họ tìm đến đây, chúng ta đã xong việc. Cho dù tìm đến, cũng không phải tập trung tìm, không cần phải lo lắng. Có việc ta sẽ xử lý, cứ làm tốt công việc cảnh giới của ngươi là được. Tâm trạng Kha Định Kiệt hoảng loạn, bất đắc dĩ làm theo. Y có suy nghĩ muốn chạy nhưng lại lo lắng chạy không thoát. Đêm càng khuya hơn, Kha Định Kiệt bước đến bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo, thấp giọng nói, trưởng lão, đằng sau cái cây bên phải. Nhiêu Hữu Đạo nghe xong, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trong bụi cỏ dưới cây xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, là con hắc hồ kia. Đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy ánh mắt một người một hồ cách nhau một bụi cỏ, đối mắt nhìn nhau. Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn đằng trước, không để ý đến. Kha định kiệt lại nhắc nhở, trưởng lão, yêu hồ có linh trí. Chuyện mà chúng ta làm đã bị nó nhìn thấy, một khi để nó làm bại lộ tin tức, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Nghiêu hữu đạo nói, không cần ngươi quan tâm, ta tự có tính toán. Đúng lúc này, tần quan đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng hoạt động cơ thể một chút, sau đó ra tay đánh bất tỉnh người cụt tay. Y đứng dậy, đưa chiếc áo có ghi chữ lên trưởng lão đã xác minh qua cơ bản đều không sai nghiêu hữu đạo đứng dậy cầm lấy chiếc áo nghiêng đầu ra hiệu xử lý từng người một cái gì hai người nghẹn họng tất nhiên hiểu lời của nghiêu hữu đạo là có ý gì tần quan run giọng nói trưởng lão không phải ngài đã nói nhược điểm bán đứng phiêu miếu các của bọn họ nằm trong tay ngài ngài không cần thiết phải giết bọn họ sao giữ bọn họ lại tất có chỗ để lợi dụng mà nghiêu hữu đạo đáp người của phiêu miếu các có rất nhiều Bắt thêm hai người nữa cũng không khó. Nhưng đệ tử Tử Kim động ở đây cũng chỉ có hai người các ngươi. Sống chết của bọn chúng không quan trọng, ta càng coi trọng các ngươi hơn. Lựa chọn phản bội tông môn hay là lựa chọn giữ gìn lợi ích tông môn, tự các ngươi cân nhắc. Nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi, ta là trưởng lão Tử Kim động, ta có nghĩa vụ phải thanh lý phản đồ tông môn. Tình thế của hai người rất khó xử, rất muốn hỏi hắn, chuyện mà hắn làm có tính là giữ gìn lợi ích tông môn hay không thấy hai người không nói lời nào, cũng không có động tác, như hiếu đạo nhìn quanh một chút, cười như không cười, đừng ép ta thanh lý môn hộ. Đừng bảo ta không nói trước với các ngươi, cho dù cộng thêm sư phụ của các ngươi ở đây, cũng không phải là đối thủ của ta, các ngươi sẽ chạy không thoát. Làm chuyện như vậy, các ngươi cũng biết, ta đã không có đường lui. Không còn lựa chọn nào khác, hai người đã hiểu, vị trưởng lão này cậy vào tình thế, nhiều lần bảo bọn họ lựa chọn nhưng toàn là không thể lựa chọn. Cuối cùng, hai người rút kiếm, ngay bên cạnh đống lửa kiếm trong tay bổ xuống hai cái đầu người văng lên hai thành viên của phiêu miếu các đầu người tách biệt hắc hồ núp đằng sau bụi cỏ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt hai mắt mở to dường như khó có thể tin ánh lửa chiếu xuống mặt của nghiêu hữu đạo không hề có biểu hiện gì ném chiếc áo trên tay cho tần quan mang theo áo của phiêu miếu các không tiện các người hãy chép lại chi tiết vào quyển sách nhỏ trong tay các ngươi xử lý hiện trường cho sạch sẽ không được để bất cứ dấu vết nào ta còn việc phải làm các người hãy ở đây chờ ta. Hai người vừa định hỏi hắn đi đâu, thân hình của hắn đã lóe lên, người như mũi tên bắn về phía con hắc hồ trong bụi cỏ đằng sau cái cây. Hắc hồ giật mình, trước đó, đối phương nhiều lần không có phản ứng, ít nhiều cũng có tác dụng tê liệt. Bây giờ đột nhiên lao đến như thế, thiếu chút nữa làm cho nó trở tay không kịp. chương 1477, giết chết hắn. Nhưng nó phản ứng cũng không chậm, thân hình lóe lên, như một làn khói đen bay mất, nhảy ra đằng sau một cái cây khác. Nhiêu Hữu Đạo vồ hụt vội đánh ra một trường, một trường cách không làm nổ tung cây đại thụ che chắn, khiến cái cây ngã ra đằng sau. Bên trong mảnh gỗ vụn, Hồ Yêu nhanh chóng nhảy lên cành cây đã bị ngã xuống, xông vào bóng đêm của khu rừng. Mũi chân nhiêu Hữu Đạo điểm trên một cành cây, bắn vào đuổi theo. Hắn không có thân hình nhỏ nhắn có thể xuyên qua các nhánh cây như yêu hồ, vì thế hắn cứ cách không vỗ ra một trường, cành lá bay tán loạn. Sau đó người từ trong cành lá bay tán loạn nhảy lên tán cây trong bầu trời đêm, một chạy một đuổi khiến người ta phải hoa cả mắt, tần quan và Kha Định Kiệt sửng sốt, như trưởng lão không phải đã nói không muốn đắc tội với yêu hồ sao. Hắn đột nhiên ra tay, cũng khiến bọn họ bất ngờ. Tóm lại, như hữu đạo cứ khiến người ta không bắt được một chút đầu mối nào từ hắn. Tần quan quay đầu lại hỏi, có cần giúp hắn truy sát hay không? Kha Định Kiệt thở dài, hắn không phải đã dặn dò chúng ta ở lại đây chờ sao? Hai người nhìn mặt đất đầy máu, trong lòng cảm thấy mất mát. Bây giờ, bọn họ xem như đã hiểu lời nói của Ngưu Hữu Đạo đã nói với bọn họ trước đó, bảo bọn họ lăn lộn theo hắn, nói cái gì là không từ bỏ được bọn họ. Hiện tại thì bọn họ đã hiểu, xem ra, hắn đã sớm muốn ra tay với người của phiêu miễu các. Tần quan cười khổ, nghe đằng xa truyền đến tiếng đánh nhau ầm ầm, đoán chừng cuộc truy sát vẫn còn tiếp tục, khả Định Kiệt thở dài còn phải nói sao. Hắn hướng mọi người đến các thành viên phiêu Miếu các, khiến mọi người phải chú ý đến tung tích của người phiêu miễu các, chỉ sợ cũng là vì tâm tư này. Tần quan nói, hai thành viên phiêu miếu các đã bị hắn giết, còn kéo chúng ta xuống nước. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn, vị như trưởng lão này quá đáng sợ. Kha sư đệ, đệ nói xem, bây giờ chúng ta đến tìm người của phiêu miếu các để đoái công chuộc tội, phiêu miếu các có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà buông tha cho chúng ta không? Huynh hỏi ta, ta hỏi ai đây? Kha định kiệt cười thảm, bị người khác ép buộc giết chết người của phiêu miếu các, phiêu miếu các sẽ xử lý khoan hồng sao? Cho dù có khoan hồng, có thể khoan hồng đến mức nào, hai người đều không biết. Nhưng có một điều mà hai người biết rõ, trong mắt Phiêu Miếu Các, hai người chẳng tính là gì, không có chút phân lượng nào. Gương mặt Tần Quan hiện lên sự thống khổ, vì sao? Rốt cuộc là hắn vì cái gì? Vốn đã không có thực lực đối kháng Thánh cảnh, vậy thì yên phận đi, tại sao lại làm chuyện sai lầm lớn đến như vậy? Bọn họ nghĩ không ra, nghĩ mãi cũng không rõ, chỉ vì bọn họ không biết tình huống của Ngưu Hữu Đạo chỉ có bản thân Ngưu Hữu Đạo mới biết được mình đang lâm vào cục diện như thế nào. Nguy cơ sắp đến, Ngưu Hữu Đạo đã dự đoán được, hắn sẽ không chờ sự việc giáng xuống đầu mới làm, mà sẽ tiên hạ thủ vi cường. Cuộc truy sát vẫn còn tiếp tục, bóng hồ yêu vẫn nhanh chóng lẩn tránh trên các tán cây. Ngưu Hữu Đạo đuổi theo không bỏ, người cứ nhảy ra nhảy vào từng bụi cây. Các nhánh cây đại thụ lần lượt bị đánh bật gốc, hắc hồ bị đuổi kịp bổ nhào một cái chui thẳng vào rừng rậm đồng thời há miệng phun ra một luồng khói màu đen sau đó núp vào bên trong luồng khói nghiêu hữu đạo nín thở xông vào nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe hàn quang trong tay lóe lên xoẹt một tiếng bảo kiếm rút ra khỏi vỏ một luồng kiếm khí điên cuồng chém về một phía cạch một cây đại thụ bị chặt thành hai đoạn con hắc hồ đang núp kín bên trong hốc cây mạo hiểm tránh thoát mắt dọc nơi mi tâm mở ra nghi hữu đạo phá tan luồng khí màu đen xông tới đuổi theo không bỏ, kiếm khí trong tay liên tục bổ xuống, ra tay càng lúc càng ác độc. Một người một hồ, đánh đến cành lá tung bay, cây cối khuynh đảo. Hắc hồ rốt cuộc cũng đã chạy đến mép rừng, thả người nhảy một cái, phi thân dưới ánh trăng xuống một đầm lầy minh mông. Xem kiếm đây, như hữu đạo đuổi theo nhắc nhở một câu, kiếm trong tay dưới ánh trăng tách ra ngân hoa trói mắt. Kiếm chiêu thái ất phân quang đánh ra, kiếm khí bay tán loạn như một tấm lưới lớn bao phủ hắc hồ đang lăng không. Hắc hồ được cảnh báo, Người còn trên không trung không khỏi quay lại, ba con mắt đều hiện lên vẻ giật mình, tứ chi vội chuyển hướng ngay trên không trung. Thân hình biến hóa quỷ dị, trong nháy mắt hóa thành một người đàn ông tóc dài mặc áo đen. Hồ trào xích sắt biến thành mị ảnh, bên trong âm thanh ầm ầm, đánh tan lưới kiếm khí. Như hữu đạo từ trên trời rơi xuống không khỏi kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy một yêu hồ hóa thành hình người. Theo như hắn biết, sau khi không còn quả hồ tiên, yêu hồ đã đánh mất năng lực biến thành hình người, không nghĩ đến hắn lại gặp được một con. Có lẽ tin tức về săn giết ở thánh cảnh được cung cấp đều sai lầm. Trước mắt rất rõ ràng, nếu yêu hồ này không bị hắn bước đến không còn biện pháp, chỉ sợ sẽ không hóa hình để chống cự. Trước đó, bất kể bị hắn truy sát đến cỡ nào cũng không chịu hóa hình. Hắn đã sớm phát giác yêu hồ này không được bình thường. Màu sắc không giống yêu hồ bình thường thì không nói, còn liên tiếp đối mặt, bình thường mới là lạ. Bây giờ nó đã hóa hình lại càng nói rõ con yêu hồ này không phải tầm thường. Nghiêu hữu đạo phấn chấn tinh thần, không uổng một phen tâm tư của hắn, lại càng không chịu buông tha. Nếu đã hiện hình, hắc hồ cũng không khách sáo nữa. Song chảo của nó như vòi rồng hướng đến nghiêu hữu đạo từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang trong tay nghiêu hữu đạo như mưa, phát ra âm thanh hỗn loạn. Thấy kiếm pháp của nghiêu hữu đạo thật sự lợi hại, dây xích sắt của mình cũng không có tác dụng với hắn. Hắc hồ lập tức thu sợi dây xích lại, người đằng không bay lên, hai sợi xích bay đằng sau như hai cái đuôi, không còn chạy trốn bằng tứ chi như trước đó, mà bay lượn bên trên đầm lầy. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng đuổi theo, một trước một sau đuổi theo không bỏ. Đuổi một trận, Ngưu Hữu Đạo phát hiện không ổn, thấy đối phương dường như muốn dẫn hắn đến một chỗ nào đó. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Hồ đã từ bỏ ưu thế của mình. Nơi này là nơi nào? Hoang Trạch Tử Địa là nơi mà cửu thánh cũng không làm gì được, là nơi mà yêu hồ có thể dựa vào nhất đối phương không chui vào đầm lầy để lẩn trốn, lại dụ hắn đuổi theo đến đây. Trong đó khẳng định có vấn đề, nhưng Nhiêu Hữu Đạo vẫn mặc kệ, vẫn đuổi theo không bỏ. Kết quả không nằm ngoài sở liệu, khi đến một khu vực đầm lầy dài vô tận, Hắc Hồ đột nhiên rơi xuống đất, quay người đứng trên đầm lầy, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhiêu Hữu Đạo lách mình đến đối diện Hắc Hồ, bằng hiếu, ta không có ác ý, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Hắc Hồ nói, nói chuyện cái đầu ngươi đấy, nhân loại giảo hoạt, trước đó ngươi không ra tay, thì ra là muốn dụ ta. Ta mắc bẫy của ngươi rồi, hôm nay ngươi nhìn thấy ta hóa hình, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Như hữu Đạo nói, ta nói ta không có ác ý, ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoang trạch tử địa này có thể làm khó người khác, nhưng với ta mà nói, nó chẳng là cái gì. Vừa dứt lời, biểu hiện của hắn trở nên cảnh giác. Hắn nhìn thấy hai bên đầm lầy nhảy lên hai con hồ ly lông xám, trực tiếp hóa hình dưới ánh trăng, biến thành hai lão đầu tóc tai bù xù. Hai lão đầu mặc áo xám, một người cầm tử thần liêm đao, một người cầm đại hào khảm đao. Ba người bao quanh Nưu Hữu Đạo ở giữa. Nưu Hữu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ một con có thể hóa hình, mà những ba con. Ngay sau đó, bốn phía đầm lầy bắt đầu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn yêu hồ. Vừa mới xuất hiện đã lập tức nhe răng trợn mắt, khí thế hùng hồn với Nưu Hữu Đạo. Nưu Hữu Đạo rút kiếm, phát hiện quả nhiên con hắc hồ này đã dụ hắn vào cảm bẫy chương 1478, Điên đảo Càn Khôn một Tộc trưởng, tình huống như thế nào? Lão đầu cầm tử thần liêm đao hỏi một câu. Tộc trưởng, như hữu đạo quay sang nhìn người đàn ông mặc áo đen, hứng thú hỏi, người chính là tộc trưởng yêu hồ tộc. Người đàn ông mặc áo đen giơ thiết chảo trong tay, dậm chân nói, giết chết hắn. Vâng, hai lão đầu cùng đi theo dậm chân, đạp mạnh đến mức nước bùn đầm lầy văng khắp nơi. Hú hú, hàng trăm hàng ngàn tiểu hồ ly xung quanh phát ra tiếng kêu liên tiếp. Nghiêu Hữu Đạo đang cảnh giác đột nhiên biến sắc, phát hiện dưới chân của mình có dị biến, thân hình bỗng nhiên nhảy lên không. Rầm rầm, nước bùn văng lên, xúc tu đếm không hết đột nhiên bắn ra khỏi đầm lầy, như bàn tay của yêu ma chộp vào không trung. Nghiêu Hữu Đạo lăng không xoay người, đầu dưới chân trên, phóng vào đám xúc tu nở rộ như đóa hoa bên dưới. Kiếm quang trong tay phóng ra, kiếm chiêu thái ất phân quang tái xuất, kiếm khí lăng lệ gào thét. Bên trong âm thanh phụt phụt Súc tu bay tán loạn, khắp nơi đều là chất lỏng và súc tu bị cắt. Kiếm chiêu vừa đi, nước bùn xung quanh văng lên. Đột nhiên một đống súc tu với quy mô hùng vĩ hơn xuất hiện. Khí thế rời sông lấp biển, che tinh bế nguyệt, trong nháy mắt bao phủ như hữu đạo. Như hữu đạo ngẩng đầu nhìn trời, thấy bầu trời càng lúc càng đen. Đám yêu hồ vọt lên trên đám súc tu, lung lay cái đuôi, trên thân phát ra ánh sáng mông lung pháp nhãn có thể nhìn thấy được. Chúng rót yêu khí vào trong súc tu, khiến súc tu càng phát ra uy lực mạnh mẽ hơn. Ngưu Hữu Đạo bị giam bên trong một lần nữa huy kiếm, chém ra kiếm khí còn mãnh liệt hơn. Chỉ nghe tiếng xèo xèo, kiếm khí triệt để chặt đứt đám xúc tu, khiến cho chất lỏng tuôn trào ra ngoài. Mặc dù kiếm chiêu thái ất phân quang lợi hại, nhưng khi thi triển lại cực kỳ hao tốn pháp lực. Ngưu Hữu Đạo không có khả năng tùy tiện tiêu hao hết pháp lực của mình. Vừa ra tay đã phát hiện không ổn, hắn nhanh chóng hai tay cầm kiếm, chém thẳng xuống mặt đất. Oanh, nước bùn văng khắp nơi, Ngưu Hữu Đạo lăng không bắn ngược, người kiếm hợp nhất trực tiếp đâm vào trong đầm lầy đầm lầy tách ra sau đó nhanh chóng chôn hắn vào bên trong không nằm ngoài sở liệu của ngưu hữu đạo sau khi tiến vào đầm lầy hắn đã tìm đến đầu nguồn quả nhiên tìm được căn nguyên của xúc tu khổng lồ kia hắn cất kiếm đơn giản đánh ra một trưởng bổ vào lớp bùn đánh vào căn nguyên xúc tu càn khôn trưởng phân âm dương đây là dương trưởng pháp lực trí dương rót vào trong căn nguyên xúc tu thủ ấn nhanh chóng biến thành than khiến con quái vật khổng lồ trước mắt run lên dữ dội xúc tu trên mặt đất run rẩy lợi hại hơn giống như mất đi khống chế thế vòng vây đột nhiên tán loạn từng sợi xúc tu đều lay động kịch liệt xúc tu cao nhất mà người đàn ông mặc áo đen đang đứng không ngừng run rẩy y đứng bên trên hô to ổn định ổn định ánh sáng trên người đám yêu hồ càng tăng vọt liều mạng rót yêu lực để khống chế kết quả càng khống chế đám xúc tu lại càng lắc lư điên cuồng hơn quất loạn bốn phía sau đó nhanh chóng co xuống đất đám hồ ly bị xúc tu quất chúng hốt hoảng chạy trốn. Người đàn ông mặc áo đen và hai lão đầu liều mạng rót yêu lực áp chế nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Ba người đang đánh xuống mặt đất vội lách mình thoát khỏi. Âm âm, mặt đất sụp xuống, nhìn lại, nước bùn như bài sơn đảo hải đánh tới. Tay áo ba người vung lên, đè xuống nước bùn, bọn họ không nhìn thấy nhiều hữu đạo, chỉ thấy xúc tu thu xuống mặt đất. Xúc tu dưới đất bốc lên, khiến khu vực đầm lầy giống như vừa mới trải qua một trận rời sông lấp biển hàng trăm hàng nghìn con hồ ly đứng không vững thỉnh thoảng nhảy lên những chỗ có độ dốc loạn cả một bầy người đàn ông mặc áo đen quát hắn đang công kích căn nguyên dưới đất lão đầu sách quỷ đầu đao kinh ngạc hỏi hắn có thể chui sâu như vậy sao tộc trưởng người này có lai lịch như thế nào người đàn ông áo đen trả lời dám chui xuống phía dưới đầm lầy chắc chắn là muốn chết chúng ta không được để cho hắn chạy thoát hú hú hai lão đầu hú lên một tiếng hồ ly chung quanh lập tức như cá chui vào chỗ sâu trong đầm lầy lặn được một nửa đám hồ ly phát hiện xúc tu đã ngừng hoạt động đang lẳng lặng hãm mình trong nước bùn người đàn ông mặc áo đen thuận tay kiểm tra sau đó kinh hãi phát hiện con quái vật khổng lồ như ngọn núi sinh sống bên dưới đã chết con quái vật đích thật là đã chết thi thể của nó đã bị than hóa một phần ba đang nằm bất động còn nghiêu hữu đạo thì đứng phía trên thu tay lại thân hình như cá bơi nhanh chóng lao lên mặt đất trên đường hắn phát hiện có sự bất thường từ bốn phương tám hướng bước tới lập tức gia tăng tốc độ lao đến mặt đất. Trong lúc hắn sắp thoát khỏi mặt đất, đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn đè xuống, sau đó bao vây hắn lại từ xung quanh. Áp lực cực lớn khiến nước bùn bao quanh Nghiêu Hữu Đạo như bị đông cứng, ép chặt hắn bên trong, không cho hắn cơ hội chạy thoát. Bởi vì sức mạnh quá dị thường, khiến mặt đầm lầy như gợn sóng. Nước bùn từ một trong những điểm đó tràn ra bốn phương tám hướng. Từ chính giữa xuất hiện một quả cầu bùn to lớn, còn Nghiêu Hữu Đạo thì bị nhốt bên trong bao quanh quả cầu bùn là người đàn ông mặc áo đen và hai lão đầu mỗi người chiếm một hướng đẩy ra hai tay xong trưởng chống đỡ quả cầu bùn ba người liên tục tạo áp lực để giết chết ngưu hữu đạo bọn họ phát hiện ba người liên thủ nhưng không cách nào áp chế được quả cầu bùn bọn họ nhìn thấy người trong quả cầu đang nhanh chóng xoay tròn kinh hãi tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài yêu hồ nhảy ra từ nước bùn xông thẳng đến chỗ ba người nhảy lên trên thân cả ba lắc lư cái đuôi trên người tản ra ánh sáng mông lung pháp nhãn có thể nhìn thấy được, giọt yêu lực của bản thân tăng cường cho ba người. Không ngừng có yêu hồ nhảy lên, bổ nhào về phía yêu hồ đến trước. Cuối cùng, sau lưng ba người kết thành một hàng dài yêu hồ. Cơ thể yêu hồ đều phát ra ánh sáng, vận chuyển yêu lực cho ba người trước mặt. Nếu lúc này có tu sĩ nào bay ngang qua mở ra pháp nhãn, nhất định có thể nhìn thấy một cảnh tượng có thể nói là kỳ quan bên dưới. Bao quanh một quả cầu bùn là ba cái đuôi phát sáng thật dài nghiêu hữu đạo đang ở bên trong quả cầu bùn cũng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài chỉ biết lực đè ép càng lúc càng lớn lớn đến mức kinh khủng ngay từ đầu khi hắn phát hiện lực đè ép kinh khủng này hắn đã định xoay người phá vòng vây ngay bên trong quả cầu ai ngờ lực đè ép quá lớn khiến cho tốc độ xoay tròn của hắn càng lúc càng nhanh nhanh đến mức không dám dừng lại chính giữa quả cầu theo vận tốc quay càng lúc càng nhanh bên trong xuất hiện hiện tượng trống rỗng nghiêu hữu đạo trôi lơ lửng tại vị trí chính giữa nhất của luồng khí xoáy cường đại quần áo bay phần phật lực đạo càng lúc càng lớn khiến cho hắn không dám phá vòng vây lực đạo xoay tròn tụ quanh thân chỉ cần lực xoắn đột biến đoán chừng sẽ xé tan hắn thành từng mảnh nhỏ dựa vào tu vi của hắn hoàn toàn không ngăn cản được nếu lực đạo càng tăng hơn nữa chính hắn cũng không biết mình có ổn hay không cũng may khi lực đạo đạt đến một trạng thái nhất định nó đã ngừng lại cho dù là vậy lực đè ép kinh khủng xung quanh vẫn làm cho hắn hoài nghi một tu sĩ nguyên anh cảnh có thể ngăn cản hay không hắn nhất thời nghĩ không ra tại sao yêu hồ lại có được thực lực mạnh mẽ đến như vậy nếu chính xác bọn chúng giết hắn cũng không thành vấn đề tại sao lại cần phải hao phí như thế hắn cảm thấy may mắn may vì khi bị vây công dưới giác hồ đã lĩnh ngộ được phương thức khống chế càn khôn quyết mới nắm giữ được pháp môn tá lực đả lực nếu không hôm nay cái mạng nhỏ của hắn phải nằm lại ở chỗ này rồi lực đạo to lớn như thế, nếu tập trung tại một điểm trên người hắn, lực tấn công cường hãn, với tu vi của hắn bây giờ khó mà tá lực được. Cho dù chỉ còn lại một chút dư lực, giết chết hắn cũng không thành vấn đề. chương 1479, Điên đảo Càn Khôn 2 Lực đạo to lớn như vậy cũng không thể phát ra một kích chí mạng, mà ép hắn từ bốn phương tám hướng, tạo cho hắn không gian sung túc để thi triển và thời gian để trợ lực. Nhanh chóng xoay tròn, như hữu đạo cũng không tổn hao quá lớn pháp lực. Chỉ cần một chút pháp lực rằng co ở trung tâm là được. Một tay đeo kiếm sau lưng, một tay bóp quyết, hai ngón tay dựng trước nghi tâm, nhắm mắt suy nghĩ. Rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Hắn cố gắng loại trừ tạp niệm, không dám suy nghĩ nhiều, trước mắt làm cách nào để thoát thân mới là thượng sách.